tham mỹ, một thời cuồng say. Tác giả Thủy Thiên Thừa. Chương 8. Một người anh dùng hết toàn lực, hao tâm huyết để yêu. Coi anh là một con khỉ đùa giỡn bao năm qua. Một người anh thật lòng đối đãi, đầy bụng áy náy coi là bạn. Trơ mắt nhìn câu chuyện cười suốt 6 năm qua của anh. Nếu lúc đầu vùng tranh nói danh chân tướng, cho dù anh có da mặt dày đi chăng nữa, cũng là không thể nào tiếp tục dây dưa không rõ với Tống Cư Hàn. Nhưng ở đây không có nếu. Anh dùng khoảng thời gian quý giá nhất đời người để cô giữ lấy mối tình đơn phương của mình, dày vào bản thân đến gần chết, làm trò vui cho người khác tiêu khiển. Anh quả thực muốn nôn ra. Tại sao anh hiện tại vẫn tỉnh táo? Tại sao sự xấu hổ, giận dữ cùng với tuyệt vọng không giết chết anh luôn đi? Tại sao phải đối xử với anh như vậy chứ? Bành Phong lúng ta lúng túng đến mới là cào thốc. Nè, anh không đến mức đấy chứ? Cho dù anh và Phùng Tranh có quà lại với nhau, anh cũng lại không cần để tình cảm như năm trước của người ta đi. Đàn ông mà, không có ai chút. Hà cô tự nhiên là không nghe thấy, chậm rãi quay người, từng bước đi ra ngoài. Anh phải rời khỏi nơi này. Vừa nghĩ đến chút nữa Tống Cư Hàn sẽ tới, anh đã còn muốn nhìn thấy Tống Cư Hàn, anh liền cảm thấy ghê tởm. Nguyên Duy nói: "Nè, trạng thái của anh ta là không ổn đó. Bảo Lão Triệu đưa anh ta về đi." Bành Phong đợi lấy Hà Cố. Hà Cố, anh tới này là không lấy được xe đâu. Anh có cần đi bệnh viện không chứ? Hay là tôi bảo tài xế đến về nhà? Hà Cố mắt đi tai ngơ. Tất cả kích thích bên ngoài đối với anh mà nói đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Ý nghĩa duy nhất hiện tại của anh chính là rời xa Tống Cư Hàn. Bành Phong đầu đến không thôi. Sớm biết như thế này, đã chẳng có lắm mong làm gì cả. Đây rõ ràng là tự rước lấy quả mà. Hết cách, y chỉ đành phải đi cùng với Hà Cố. Y thực sự sợ Hà Cố đi hai bước như thế này liền sẽ ngã xuống. Vừa đến cửa thang máy tinh một tiếng mở ra. Năm người ngơ ngác nhìn nhau. Ngoài thang máy là Hà Cố, Bành Phong và Nguyên Dương. Trong thang máy là Tống Cư Hàn và Trang Tiệp Dư. Tống Cư Hàn nhìn thấy Hà Cố thì ngây ngẩn một lúc, sau đó lập tức ôm siết chặt lấy Trang Tiệp Dư, dịu dõi dương oai mà nhìn Hà Cố. Trang Tiệp Dư luống cả luống cuống: "Hà Cố à, anh sao lại đây chứ?" Cậu nhìn Tống Cư Hàn một cái, da mặt không dám tin, tức giận nhưng mà chẳng dám nói ra. Hà Cố ánh mắt trống rỗng mà nhìn hai người. Tống Cư Hàn dương cầm liếc nhìn Hà Cố: "Hà Cố à, sắc mặt của anh lại không tốt lắm mà, làm sao vậy chứ? Ghen rồi sao?" "Nè, tôi chẳng qua là hàng tiêu hồ tử của anh, ăn bữa cơm thôi mà." Hà Cố nghe thấy bản thân máy móc mở miệng: "Cậu thích làm cái loại chuyện này đến thế sao chứ?" Tống Cư Hàn như mày nói: "Cái gì chứ?" Hắn cảm thấy trạng thái của Hà Cố hơi có gì đó bất thường hơn mọi lúc trước đây. Hà Cố gắt gao mà nhìn chằm chằm Tống Cư Hàn. Một người vốn là sĩ diện, suy yếu đến mức là dường như bất cứ lúc nào là cũng có thể ngã xuống. Đột nhiên, trừng lên hai mắt, giống như một cái mũi tên bắn ra, hai bước đi tới trước mặt của Tống Cư Hàn. Trong cái tiếng kinh hô của tất cả mọi người, anh giơ tay, đấm thẳng vào trong mặt của Tống Cư Hàn. Mặc dù là Tống Cư Hàn và Nguyên Dương đã từng luyện võ chém, cũng đã hoàn toàn không kịp phản ứng vì cái chuyện bất ngờ xảy ra. Tống Cư Hàn bị đánh một quyền ngã trên mặt nền đất, lưng va chạm mạnh vào trong cửa thang máy, phát ra cái tiếng vang lớn oang một tiếng. Trùng hợp có phục vụ đi qua, liếc mắt một cái liền nhận ra Tống Cư Hàn, đều kinh ngạc đến không tôi. "Đủ mẹ nó!" Bành Phong phản ứng lại đầu tiên, xông lên ôm lấy Hà Cố. "Cô mẹ nó, Hà Cố à, anh điên rồi!" Nguyên Dương quay đầu trưng hai cái tên phục vụ kia, lạnh lùng nói: "Cứ được thôi vào, cứ sợ một chút." Hai phục vụ sợ đến mức là xoay người bỏ chạy. Trang Tiệp Dư đứng dựa vào trong tường, nhìn Hà Cố, rồi lại nhìn Tống Cư Hàn, vẻ mặt giống như là sắp tận thế đến nơi. Tống Cư Hàn ngồi dưới đất, ngơ ngác vài giây, mới dùng cái ngón tay cái thật là chậm rãi lau đi cái vết máu chảy ra nơi khóe miệng của mình. Hắn ngẩng đầu, gò má đau đớn nóng bừng lên, đôi mắt âm lạnh giống như cái loài rắn độc. Hà Cố thở phì phò từng ngụm, tóc gáy toàn thân dựng thẳng lên, trong cơ thể giống như có một cái thứ gì đó
đang đấm đá kêu gào, làm cho anh đau đớn vạn phần, cấp bách cần một cái con đường để mà phát tiết ra. Anh đánh tôi sao? Hai mắt của Tống Cửa Hàng đỏ thẫm, gần thì chỉ một. Vì Trang Tiệm Như hả? Anh đánh tôi sao? Hà Cô thở phì phò. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh trải nghiệm cái trạng thái này. Anh biết rõ bản thân làm cái gì, nhưng mà dường như cả người bị một cái cổ cảm xúc tà ác chi phối, hoàn toàn là không chịu khống chế của đại não. Tống Cửa Hàng nhảy lên giống như một con báo, để mình phóng ra, bóp mạnh cổ của Hà Cố, hung hăng mà ấn anh lên trên tường, nắm đấm to lớn giơ lên cao. Anh dám đánh tôi? Cổ của Hà Cố bị bóp chặt đến mức là mặt đỏ bừng. Nhìn cái người anh giống hết lòng hết sức để mà yêu ở trước mắt này, anh cảm thấy địa ngục chẳng qua chỉ có thế mà thôi. Nắm đấm của Tống Cửa Hàng vừa định hạ xuống liền dừng lại. Hà Cố khóc, nước mắt lập tức tích đầy hốc mắt, không chịu nổi thừa trọng mà rơi xuống. Từng giọt rơi vào trong cổ áo. Quen biết nhiều năm như vậy, ngoài nước mắt chạy ra vì phản ứng sinh lý khi ở trên giường, Tống Cửa Hàng chưa từng nhìn thấy Hà Cố khóc bao giờ cả. Tính cách của Hà Cố vẫn luôn trầm ổn, rất nam tính. Ở bên một người có tiền và có quyền thế như hắn ta, khi gặp khó khăn, Hà Cố cũng chỉ tự mình chống cự, chưa từng mở miệng cầu xin bất kỳ ai. Có một lần, hắn ta thấy Hà Cố thực sự lộ ra khuôn mặt u sầu, mới biết là bị một đội thi công xảy ra mâu thuẫn với công ty vì tranh chấp khoản tiền công trình, tìm xã hội đen uy hiếp Hà Cố. Sau khi biết được, hắn ta tức đến muốn lạnh giết người, liền tìm người trừng trị. Lúc đó hắn mới biết tính cách của Hà Cố có bao nhiêu bướng bỉnh và mạnh mẽ. Người như vậy sao có thể đột nhiên khóc đến thương tâm như thế này chứ? Lẽ nào chỉ vì một Trang Tiệp Dư đáng chết kia sao chứ? Tống Cửa Hàng cảm thấy cả một trận đau đớn kỳ dạ đang dâng lên ở trong lòng. Hắn khó tin mà run giọng nói: Hà Cố à, cùng mẹ nó, anh khóc sao chứ? Hắn đã làm cho Hà Cố khóc rồi sao? Nắm đấm của Tống Cửa Hàng vô lực mà hạ xuống, tay cũng buông lỏng. Hắn có một chút phát quạng, hồi lâu sau mới thốt ra được một câu: Anh à, anh đừng khóc mà. Bành Phong ở một bên trợn mắt há hốc mồm, y chẳng hiểu nổi cái nội dung của vở kịch này. Hà Cố xuyên qua cái màn nước mắt mông lung mà nhìn hình dáng của Tống Cửa Hàng, nghe thanh âm của chính mình vang lên ở bên tai: Cậu từng qua lại với Phùng Tranh sao chứ? Tống Cửa Hàng giống như bị sét đánh, tự nhiên âm mưu bị phá vỡ ngay trước mặt. Quả thực là thẹn quá nên quá giận, lớn tiếng quát: Ai nói cho anh chứ? Phải hay là không? Sắc mặt của Tống Cửa Hàng tái xanh đi, môi khẽ động đậy, nhưng mà chẳng nói gì cả. Hà Cố sớm đã biết đáp án rồi, anh nhắm mắt quay người đi ra ngoài. Tống Cửa Hàng tiến lên một bước ngăn cản anh: Nè, đó chính là chuyện của hồi nhỏ rồi, rốt cuộc lại đã nói cho anh chứ hả? Hắn đột nhiên phản ứng lại, quay đầu hung tợn mà nhìn về phía của Bành Phóng. Bành Phóng thực sự là muốn đào cái hố để chui vào. Da mặt của y đầy rẫy ca một cái sự hối lỗi, đành phải chắp tay hành lễ vái lại một cái đối với Tống Cửa Hàng. Nguyên Dương lạnh lùng mà bồi thêm một câu: Cái tật lắm mồm của anh đó, tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Bành Phóng cay giận nói: Cậu câm miệng đi. Tống Cửa Hàng hận là không thể nào bóp chết đi Bành Phóng, nhưng mà hiện tại hắn ta không rảnh để mà đem xỉa tới Bành Phóng. Hắn bắt lấy tay của Hà Cố: Nè, anh đừng nghe câu ta nói bậy mà, chúng ta buông ra đi. Hà Cố cầm lấy tay của Tống Cửa Hàng, dùng sức mạnh đẩy ra. Thanh âm trống rỗng đến nỗi là dường như linh hồn của anh đã bị rút cạn đi. Tống Cửa Hàng à, tôi đã hoàn toàn chưa từng nghĩ tới, có một ngày câu nói này sẽ là do tôi nói trước. Anh hít một hơi sâu, tự hồ giống như là đang dùng cái chút sức lực cuối cùng của mình để mà nói: Chúng ta kết thúc đi. Tống Cửa Hàng cứng ngắc ngay tại chỗ,
Hà Cố nhìn cũng không nhìn hắn ta, đi thẳng về phía trước. Hà Cố à! Tống Cư Hàng hét lớn một tiếng, da mặt của hắn ta nóng bừng. Không chỉ là vì bị đánh, còn là vì cái nỗi khó xử khi mà bị đánh, rồi lại còn bị đá trước mặt của biết bao nhiêu người quen và người xa lạ. Trong cuộc đời rực rỡ suốt 26 năm nay của một đại minh tinh, chưa hề mất mặt như thế này. Hắn giống như một con thú cực đoan, phẫn nộ vì bị thương. Tôi cùng với Phùng Tranh đều đã là cái chuyện của hơn 10 năm trước rồi. Còn mẹ nó, anh lấy cái này ra để mà làm mình làm mẹ với tôi làm cái gì chứ hả? Tiểu Tùng nghe tiếng mà đến, vừa thấy cái cảnh tượng hỗn loạn này, thiếu chút nữa đã ngất đi. Sao vậy chứ? Nè, sao vậy Hàng Ca? Sao vậy Hà Cú Ca? Hà Cú không quay đầu lại, cũng không dừng lại. Hà Cú à? Tông Cửa Hàng vừa tức giận, vừa sốt ruột, cả người giống như là sắp nổ tung lên. Anh nói câu này thì đừng có mà hối hận đó. Anh tưởng Tống Cửa Hàng tôi là không thể nào rời khỏi anh à? Cùng mẹ nó, rốt cuộc là ai không thể nào rời khỏi anh chứ hả? Anh mà dám đi, cùng mẹ nó, anh dám đi thì đừng có mà quay về. Tiêu Tùng chạy lên chặn lại Hà Cố, nhưng rồi lại bị cái ánh mắt u ám cùng với tuyệt vọng kia của Hà Cố dọa cho lùi bước. Cậu lại muốn khuyên Tống Cửa Hàng, nhưng mà Tống Cửa Hàng như một giây sau điên nổi điên ăn thịt người, ngay cả tiến đến gần cậu cũng đã không có dũng khí. Cậu chỉ có thể cầu trợ bình Bành Phóng. Bành Phóng lại bày ra một cái vai mặt bi tráng, hiển nhiên là bản thân khó bảo toàn. Mà Trang Tiệp Dư lại càng bị dọa đến mức là ngây ra như phỏng. Vì thế tất cả mọi người cứ trơ mắt như vậy nhìn Hà Cố từng bước đi ra khỏi khách sạn. Hà Cố lảo đảo trở lại xe, chỉ cảm thấy tứ chi vô lực, tay phát run, chìa khóa tra nửa ngày cũng đã không vào được. Cuối cùng anh hung hăng quăng chìa khóa đi, hoàn toàn ở bất động tại chỗ. Dành mắt sưng đau, anh dùng lực để mà dụi, mới miễn cưỡng ngăn cản được những cái giọt nước mắt tủi nhục đang có xu thế rơi xuống ngày càng nhiều. Đầu óc của anh dường như đang ngừng hoạt động, anh nghĩ về mọi thứ nhưng lại không biết bản thân rốt cuộc đang nghĩ về cái gì, cả một mảnh hỗn loạn. Tất cả suy nghĩ cuối cùng đều ngừng kết thành ba chữ đầu thấu tận xương: Tống Cư Hàng. Còn nhớ Vanessa đã từng nói đến cái nguồn gốc của cái tên Tống Cư Hàng. Tống Hà là một người rất kiêu ngạo, đặt tên cho con của mình, ngụ ý đến từ Cư Cao xứ Bất Thắng Hàng. Nghe qua thì có vẻ là không tốt đẹp lắm, nhưng rõ ràng ông không hề quan tâm Tống Cư Hàng là có thắng hàng hay là không, mà chỉ là quan tâm hắn có cư cao xứ hay là không. Xin chú thích câu châm ngôn cư cao xứ bất thắng hàng, nghĩa đen của nó là ở trên cái vị trí cao không chịu nổi lạnh lẽo, nghĩa bóng là người quyền cao chức trọng sẽ không tránh được phải chịu cảnh cô đơn và lạnh lẽo, không có bạn tri kỷ. Tất cả kỳ vọng mà Tống Hà đã gửi gắm ở nơi con trai của mình đều đã trở thành hiện thực. Tống Cư Hàng là người cũng như tên, cầm ở trong tay một thanh kiếm sắc bén vô hình, gươm chỉ dính máu đã có thể khiến cho người ta thương tích đầy mình. Sự kiên trì suốt hơn 6 năm qua đã quá thành một cái trò cười. Hà Cô thậm chí là chẳng còn có sức lực để mà hận Tống Cư Hàng hay là Phùng Tranh. Ngay cả anh cũng đã cảm thấy mình đáng bị như thế này. Tự dừng trái tim của mình lên cho người ta giẫm đạp, bây giờ cũng quán trách ai đây chứ? Tống Cư Hàng, ba chữ này nó chỉ lặp lại một lần mà thôi, đã khiến cho Hà Cố dường như là ngay cả hô hấp cũng lại cảm thấy đau đớn. Ngọn nó rốt cuộc đã cháy hết rồi. Ầm một tiếng. Ngày hôm ấy, Hà Cố là được tài xế của Bành Phóng đưa trở về nhà. Sau khi về đến nhà, anh liền bất động nằm ở trên giường, cũng không ngủ, chỉ nằm như vậy thôi. Nếu như 3 ngày trước anh chỉ là sa sút tinh thần, vậy thì hiện tại anh cảm giác bản thân giống như là một xác sống bị hút cạn từ trong ra ngoài. Đêm khuya, sự yên tĩnh đã khiến cho người ta sợ hãi kia đột nhiên lại bị tiếng chuông cửa chói tai phá vỡ đi. Hà Cô không hề phản ứng, chuông cửa lại bấm riết không tha mà ấn, đến cuối cùng đã biến thành tiếng đập cửa bập bập.
Hà có nghe thấy chất giọng của Trang Tịnh Dư. Anh mệt mỏi đến mức là ngay cả cái ngón tay cũng đã không muốn động, nhưng cuối cùng vẫn cứ gắng gượng bò dậy từ trên giường đi ra mở cửa. Trang Tịnh Dư vừa nhìn thấy anh liền thở hắt ra một hơi. Nè, anh giỏi chết tôi rồi đó. Hà cô mặt không biểu tình mà nhìn cậu, rộng rộng nói: Tại sao chứ? Sợ tôi sẽ tự sát sao? Không, không phải đâu. Trang Tịnh Dư cào cào tóc. Nè, anh không có việc gì là tốt lắm rồi. Hà cố xoay người đi vào trong phòng. Trang Tịnh Dư vội theo vào, quỳnh quang để mà giải thích: Nè, hôm nay là tổng cửa hàng gọi tôi đến đó. Nó chỉ cần tôi là tôi đi cùng hắn ta thôi, hắn sẽ không tính toán gì với tôi nữa. Tôi thực sự là không biết sẽ tới đó. Hà cô bắt đi tai ngờ anh căn bản là không quan tâm. Dù sao cũng đã 3 năm trời trôi qua rồi, thế mà tổng cửa hàng vẫn thích dùng cái chiêu này để kích thích người khác, vừa ấu trị là vừa cực kỳ đáng sợ. Trang Tiệp Dư thấy Hà cô chẳng hề phản ứng, trong mắt hiện lên vài cái phần đau thương. Nè, anh đừng như thế này nữa, có được không chứ? Tổng cửa hàng, hắn là tên khốn nạn mà. Anh đừng thứ hắn ta nữa có được không? Hắn ta không xứng đáng đâu. Ngay cả người ngoài cũng nhìn ra, Hà cô có một chút buồn cười, nhưng trái tim lại đau đớn vô cùng. Anh quay lưng với Trang Tiệp Dư, dùng sức để ép cái nắm tay lên trên lồng ngực của mình, cố gắng giảm bớt đi đau đớn khi cho người ta ngạt thở kia. Trang Tiệp Dư vòng đến trước mặt của anh, miệng cưỡng nở ra một cái nụ cười. Nè, thực ra thì chỉ là thức tình đấy mà, ai cũng sẽ trải qua thôi. Thời gian thì có thể xóa nhòa được tất cả. Tôi biết bây giờ anh cảm thấy rất là khó chịu đó. Dù sao thì khoảng thời gian này tôi là cũng không có việc làm. Tôi ở bên cạnh anh là được rồi, ở cùng với tôi rất là vui đó nha. Nè, anh sẽ nhanh chóng đi mộng định lại thôi. Hà cô muốn cự tuyệt lại lười mở miệng, vì Trang Tiệp Dư rất là biết cách làm phiền người khác. Anh mệt mỏi phải ứng phó, hơn nữa biết đâu có người biết đùa vui, biết nói chuyện ở bên cạnh thực sự sẽ tốt hơn một chút. Hà cô không nói một lời nào, Trang Tiệp Dư cũng là chẳng cảm thấy lúng túng, tự mình nói: Nè, anh đói rồi đi, tôi mang cơm đến á. Trù nghề của tôi cũng là khá lắm ngang, anh đợi nha. Tôi sẽ lập tức đi nấu cơm cho anh. Hà cô lão đạo đi đến sofa ngồi ngay ngẩn. Đầu óc của anh đã tỉnh táo không ít rồi, nhưng mà toàn thân vô lực, cũng là chẳng muốn làm gì. Anh hướng tầm mắt về phía trước, hồi lâu sau mới phát hiện ra cái thứ anh đang nhìn là tivi. Cái tivi cỡ lớn mà anh đã tiêu hết 2 tháng tiền lương để khiến cho tổng cửa hàng có thể đến nhà của anh chơi nhiều hơn. Tổng cửa hàng đã từng dùng cái tivi này hát cho anh nghe, chỉ hát cho một mình anh nghe mà thôi. Hà cô cơ hồ là hấp tấp, hô hấp run rẩy mới có thể chống lại cái sự tuyệt vọng khôn cùng kia. Anh chậm rãi nhắm hai mắt lại, bàn tay lặng lẽ nắm chặt. Trang Tiệp Dư nấu xong cơm, kéo Hà cô đến trước bàn ép anh phải ăn. Hà cô thực sự là không có khẩu vị, miệng cứ gấp 2 đũa liền buông xuống. Trang Tiệp Dư sốt ruột: Nè, không ngon sao chứ? Tôi cảm thấy là không tồi à. Nè, anh ăn nhiều một chút đi. Hà cô ngẩng đầu. Sau khi vào nhà, lần đầu tiên anh nhìn thẳng mắt Trang của Tiệp Dư. Tôi không đói. Sao kỳ vậy chứ? Sao lại không đói được? Chắc cái anh từ từ trưa giờ là chân gì mà. Hà cô lắc đầu đứng dậy. Anh vẫn là nên đi ngủ thôi. Trang Tiệp Dư trực tiếp theo anh vào trong phòng ngủ. Nhìn thấy Hà cô chui vào trong chăn, cậu liền bước đến trên mép giường, dùng tay vuốt tóc của Hà cô, ôm nhu nói: Anh sẽ nhanh chóng ổn thôi. Thiệt đó. Hà cô nhẹ giọng nói: Ổn chứ không ổn, đối với tôi mà nói chẳng có gì khác nhau. Trang Tiệp Dư nhìn cái bộ dạng hồn phất phách lạc này của Hà cố, cảm nhận được đau lòng, cô nhìn không nổi rồi cúi người xuống hôn vào trong chân mày của Hà cố. Ổn hay không tôi đều sẽ ơn anh mà. Ngày hôm sau, Trương Sang đến đây nói là gần đây Hà cố hay bị bệnh, ông chủ sợ rằng Hà cố sẽ mệt quá mà xảy ra chuyện lớn, bảo Trần Sang tới xem tình trạng sức khỏe của anh, không tốt thì sẽ cho nghỉ dài hạn. Khi mà Trần Sang nhìn thấy Trang Tiệp Dư mở cửa, cô kinh ngạc một chút, ngay sau đó liền lộ ra cái biểu tình sáng tỏ. Trang Tiệp Dư nhíu mày, nghiêng đầu mà nhìn cô. Hình như chỉ là... tôi chỉ là trợ lý của Hà Tổng.
Ồ, đúng vậy, lần trước từng gặp rồi. Trang thiềm nhiên nói, chị à, chị đừng có nói với người ngoài nha. Mặc dù cậu chỉ là một diễn viên nhỏ mới ra mắt thôi, nhưng mà cũng cần chú ý đến hình tượng của mình. Trần Sang, vẻ mặt hiểu rõ. Nè, yên tâm đi, sẽ không đâu mà, tôi hiểu mà. Nè, Hà Tổng đâu chứ? Anh ấy thế nào rồi? Trang thiềm như không có muốn để cho cô vào, nhưng mà dường như cũng lại không có tìm thấy lý do gì để mà từ chối. Chỉ đành phải nói, nè, anh ấy vốn là không ổn cho lắm đó, cần chú ý nghỉ ngơi. Chị đừng nói chuyện với anh ấy quá lâu nha chứ. Thôi được rồi, nè, không thành vấn đề đâu. Nhìn thấy Trần Sang đến, Hà cô giật mình một chút, từ trong cái trạng thái ngây ngẩn thanh tịnh vài phần. Nè, sao cô lại đến đây chứ? Tôn Động đã bảo tôi đến đó. Trần Sang nhíu mày, trong lòng có một chút không dễ chịu. Hà Tổng à, mới có vài ngày không gặp mặt thôi, anh thế nào mà gầy đi nhiều như vậy chứ? Anh đã đi bệnh viện để kiểm tra chưa? Số cuộc là bệnh gì ạ? Dạ vậy, có một chút vấn đề thôi. Hà cô tùy tiện mà về lý do. Dạ nè, chắc chắn là do anh bận quá, không chú ý ăn cơm đúng giờ rồi. Trường Sang thở dài. Tôn đã bảo tôi là hỏi anh đó, có cần phải nghỉ dài hạn hay là không? Hà cô vì cái câu này mà phản ứng mất chừng vài giây. Anh lắc lắc đầu. Tôi nghĩ dài hạn sao chứ? Hai hạng mục kia quan trọng là thế nào đây? Không biết nữa, nhưng mà tuần trước có một kỹ sư công ty chi nhánh ở tỉnh Giang Tô chết do lao lực đó. Tôn Động bị do sợ, sợ là anh sẽ xảy ra chuyện. Nè, tôi không nghiêm trọng tới mức ấy đâu. Hà cô thay nhiên nói. Tôi nghỉ ngơi thêm một ngày, ngày kia đi, tôi có thể tới công ty. Trang Tiệp Dư hét toán lên. Nè, anh thành cái dạng này rồi, cô muốn làm gì sao chứ? Trần Sài cũng nói. Đúng đó Hà Tổng à, anh đừng cố gắng sức quá chứ, ông chủ đã lên tiếng cho phép anh nghỉ rồi mà. Hà cô hít một hơi sâu, anh cảm thấy là đầu của mình trì trệ nghiêm trọng. Lời gì cũng là phải phản ứng nửa ngày, trả lời cái gì cũng là phải cần thêm cả nửa ngày nữa. Cuộc đời này anh chưa từng cảm thấy não một của mình nó khó sử dụng đến như thế. Anh giải thích rồi nói. Trần Sang à, cô đã theo tôi lâu như vậy rồi, có lẽ cô rất là hiểu tình hình này đi. Hai cái hạng mục này từ đầu chí cuối đều là do một mình tôi làm. Hiện tại cho dù có giao cho bất kỳ ai cũng đã không được đâu. Nếu như kéo dài thời gian, thứ tổn thất đều là tiền và danh dự của công ty đó. Chẳng còn một tháng nữa là đến năm mới rồi. Đợi khi mà năm mới đến nghỉ dài hạn đi, là tôi cũng sẽ nghỉ một thời đi. Trần Sang bội phục từ tận đáy lòng. Hà Tổng à, anh thực sự là rất tôn trọng nghề nghiệp đó. Hà cô nói. Thôi được rồi, cô về đi, bảo với Tôn Đẫm là tôi không sao cả. Thôi được rồi. À đúng rồi, nè, đây chính là thuốc bổ mà Tôn Đẫm dặn tôi lấy cho anh đó. Nói là cái gì mà đông trùng hạ thảo hơn 3 vạn một lạng đó. Cô đưa đồ ở trong tay cho Trang Tiệp Dư, lấy con nhìn không được mà cười trộm. Hà Tổng à, hai người quả thực là xứng đôi nha. Trang Tiệp Dư đắc ý mà nói. Nhìn đi, nè, người có mắt đẹp thì ánh mắt quyết định là cũng tốt mà. Trần Sang được khen nên vui rạo rực. Sau khi mà Trần Sang đi rồi, Trang Tiệp Dư nỗ lực muốn chọc cho Hà cô vui lên. Thúc thúc à, chú nghe chị chứ, trợ lý của chú đã nói là chúng ta rất xứng đôi kìa. Hà cô không để ý, lấy laptop từ trong cái chiếc tủ đặt đầu giường mở ra, định sẽ xem email. Ai, bây giờ không cho phép làm gì mà, ăn cơm trước cái đã đi. Nè, không phải đang rồi hay sao chứ? Lúc này chỉ là bữa sáng đó, hiện tại đã mấy giờ rồi kìa. Trang Tiệp Dư bộp một tiếng, đóng cái laptop lại, kéo Hà cô xuống giường. Đi đi đi, ăn cơm. Hà cô đành phải đi theo để mà ăn cơm. Trên người của Trang Tiệp Dư có một đặc điểm đa số của người trẻ tuổi, ví dụ như là điện thoại không rời tay. Cậu vừa ăn vừa nghịch điện thoại, đột nhiên cậu nhận được tin nhắn của giám đốc công ty quản lý. Sau khi mở ra, liền nảy ra một cái đoạn ghi âm đầy vẻ bực dọc. Trang Tiệp Dư à, cậu với Tống cửa hàng là như thế nào? Trang Tiệp Dư muốn tắt đi đã không còn kịp nữa rồi. Giật nảy mình, cậu thật là cẩn thận mà quan sát cái biểu tình của Hà Cố, sợ sẽ kích thích đến anh. Tay của Hà Cố dừng lại một chút, tiếp tục vùi đầu bằng cơm. Kỳ thực Trang Tiệp Dư không cần sợ sẽ kích động anh cái gì cả,
Mỗi giờ mỗi khắc, anh đều nghĩ tất cả mọi chuyện phát sinh ngày hôm đó. Nghĩ về mọi chuyện xảy ra ở trong quá khứ. Hiện tại, anh không bước ra. Ít nhất là hiện tại, bước không ra. Trang Tiệp Như cầm điện thoại lên. À, đây là ông chủ của tôi. Tôi đi gọi một cuộc điện thoại nha. Hà cô chẳng ở hữu gì, tiếp tục cúi đầu để ăn cơm. Trang Tiệp Như cầm điện thoại, đi ra ngoài ban công. Qua khoảng 5 phút đồng hồ, Hà cô nhớ ra Trang Tiệp Như chỉ mặc một cái chiếc áo ở trong nhà. Đứng ở ban công lâu như vậy, khẳng định là sắp đông đến chết rồi. Cho nên, anh đi lấy một cái chiếc áo khoác lớn. Vừa tới gần ban công, chợt nghe thấy Trang Tiệp Như cố ý đang đè thấp âm thanh của mình. Thái Tổng à? Nè, tôi đâu có dám đánh nhau với Tống cửa hàng chứ. Nhưng mà thực sự là không phải là tôi dặn ta đánh nhau đâu. Là người khác đó. Tôi vừa dặn ở đấy mà. Hà cố ngẩn người. Chuyện hôm đó truyền ra ngoài rồi hay sao chứ? Anh nhìn Trang Tiệp Như lạnh đến mức là chà xát cái cánh tay, phản ứng lại đẩy cái cánh cửa ban công. Trang Tiệp Như giật nảy mình, lập tức không nói nữa. Hà cô đưa áo khoác cho cậu. Trang Tiệp Như vội khoác lên. Hà cô đóng cửa ban công, quay người liền rút điện thoại ra. Tra từ Tống Cư Hàng. Những cái thư tra ra được quả thực là quá mức ghê gớm. Tin tức mới nhất tất cả đều là về cái việc Tống Cư Hàng đánh nhau ở khách sạn. Người liên quan đến cái sự kiện này chính là Trang Tiệp Như, lại còn kèm thêm vào cái tấm ảnh mơ hồ. Hà cô phóng để anh chụp lên, phát hiện ra chỉ có Tống Cư Hàng và Trang Tiệp Như bị chụp rõ, anh thì chỉ có một bên mặt mờ nhạt mà thôi. Người chụp trộm kia hiển nhiên chính là không rõ tình hình, liền lấp lửng nói là Tống Cư Hàng và Trang Tiệp Như xảy ra xung đột ở trong khách sạn. Hừ hừ thực thực, tranh giành tình nhân. Tình Tống Cư Hàng là sông tính luyến, sớm đã truyền đi khắp nơi rồi. Thái độ của người trong giới đối với cái chuyện này là chỉ cần không bị cui ra ngoài ánh sáng là được rồi. Ngược lại có thể dùng để mà nâng cao danh tiếng, nhưng mà tuyệt không thể nào nói lộ ra chân tướng được. Tống Cư Hàng Việt có Tống Hà và Vanessa bảo hệ. Mấy năm nay, người trong giới showbiz ít có tin tức xấu. Ngay cả cái chuyện thất hẹn với show thực tế và đánh nhau với nhiếp ảnh gia đều bị Tống Hà áp xuống. Nhưng mà những cái ảnh này hiển nhiên là người ngoài giới chụp thôi. Trực tiếp thổi phồng lên cái sự việc mà phát tán lên trên mạng, khiến cho Tống Hà ngay cả cơ hội trấn áp cũng là không có. Hà cô nhìn, đột nhiên ý thức được bản thân của mình, lại để ý tới Tống Cư Hàng. Anh quả thực là giống như vứt củ khoai lang nóng phỏng tay, ném điện thoại xuống sofa. Lúc này, Trang Tiệp Như cũng vào. Cậu che đi cái chiếc mũi bị lạnh đến mức đỏ bừng, buồn bực mà thở dài. Nè, là gì chuyện ngày hôm qua hay sao chứ? Trang Tiệp Như gật đầu. Nè, hôm nay tôi chưa lên mạng đó. Không biết là trên mạng đã sôi sùng sục như thế rồi. Cậu thở dài. Thế này là tôi đã hót rồi nhỉ? Nè, nhưng mà chủ của chúng tôi nói là đó của tôi có bệnh, nên mới đắc tội với bố con của nhà họ Tống đó. Tôi là giải thích với ông ấy mãi thôi, ông ấy mới tin là không phải là tôi cùng với Tống Cư Hàng đánh nhau. Hà cô cúi thấp đầu xuống, lại chẳng nói gì nữa. Trang Tiệp Như vội nói. Dù sao thì là cũng không có chuyện đến anh đâu. Anh không cần phải lo mấy cái việc này qua. Qua 2 ngày 3 lần nữa sẽ hết ồn ào thôi. Sẽ không quan tâm nữa. Vì giải trí chính là như vậy mà. Ừ. Đột nhiên, di động của Hà cô vứt ở trên sofa vang lên. Trang Tiệp Như rất là chân chó mà đi lấy cho Hà cô. Lại còn đọc từng chữ hiển thị ở trên màn hình. Phùng Tranh sao? Hà cô ngẩng mạnh đầu. Trang Tiệp Như cầm điện thoại, nhưng mà không biết nên đưa cho Hà cố hay là không. Ân quán tình thù giữa Hà cố và Tống Cư Hàng, cậu và những người có mặt lúc đó đều không có hiểu. Nhưng mà điều duy nhất có thể xác định, chuyện đó có liên quan đến một người tên là Phùng Tranh. Hà cố cảm thấy cái cơ thể của mình run rẩy một trận, da gà nó hết lên. Nghĩ tới Phùng Tranh, anh liền có một cái cảm giác nhục nhã sâu sắc. Trang Tiệp Như nuốt nước miếng. Nếu không thì chúng ta không nhận nữa. Hà cố trầm mặc giây lát, dư tay ra. Đưa cho tôi đi. Trang Tiệp Như thở dài, đành phải đưa điện thoại cho Hà cố. Vậy tôi vào phòng sưởi ấm nha. Hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi. Cậu đi vào trong phòng ngủ, thuận tiện đóng cửa lại. Hà cố nhìn chằm chằm vào cái tên kia, kiên quyết mà ấn nút nhận. Alo. Hà cố sao? Thanh âm của Phùng Tranh nghe là có vẻ rất là sốt ruột. Nè, tôi là thấy tin tức trên mạng rồi.
người đánh nhau với Tống cửa hàng trong khách sạn, có phải là anh không chứ? Hà cô bình tĩnh nói. Là tôi. Chuyện gì vậy chứ? Tống cửa hàng đã làm gì anh rồi? Vì Tống cửa hàng với tôi đã không cần thiết là phải nhắc đến đâu. Ngược lại, tôi có một vấn đề là muốn hỏi cậu đó. Hà cô âm thầm nắm chặt lấy bàn tay của mình, giống như đó chính là chút tự tôn còn sót lại của anh. Phùng Tranh mơ hồ có một cái dự cảm không lành, y trầm giọng nói. Anh hỏi đi. Tại sao chứ? Hà cô bình ổn lại hơi thở, vành mắt lập tức đỏ lên. Đến khi mà nghe thấy cái thanh âm này, anh mới biết anh cũng là muốn đấm một quyền lên trên mặt của Phùng Tranh biết bao nhiêu. Anh gần như là không khắc chế được cái cơn tức giận ngập trời này, nghiến răng nghiến lợi lại mà nói. Tại sao lại không nói với tôi rằng cậu đã từng qua lại với Tống cửa hàng chứ? Cậu nói đi. Hà cô hỏi xong những cái lời này, tiếp theo chính là cái sự im lặng đến 4-5 giây. Sau đó anh nghe thấy Phùng Tranh hít một hơi, thanh âm có một chút nghẹn ngào. Anh bảo tôi nói như thế nào đây chứ? Hà cô cả một trận băn khoăn, vậy mà nhất thời không thốt nên lời. Đúng vậy, nói thế nào ạ? Năm đó tôi đã bị Tống cửa hàng là dạng người gì rồi? Tôi chính là không muốn để cho anh phải chịu tổn thương, nhưng mà anh lại mê luyến hắn ta như vậy đó. Tôi không thể nào nói ra đâu. Tôi nghĩ rằng dù tôi là không có nói ra cái gì cả, hai người cũng sẽ nhanh chóng chia tay tôi. Nhưng mà tôi thực sự lại không ngờ, hơn 6 năm sau về nước, hai người vẫn cứ tiếp tục ở bên nhau. Anh vẫn cứ thích hắn ta như thế đó. Tôi đã hối hận vô số lần vì tại sao năm đó không nên nói với anh đi. Hiện tại thì... Phùng Tranh run run giọng nói. Hiện tại tôi lại càng chẳng thể nào nói ra được. Hà cố không biết nên trách Phùng Tranh hay là không. Trách cũng như không trách, nó có ý nghĩa gì chứ? Anh hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Tôi biết rồi. Hà cố à, xin lỗi mà. Thực sự xin lỗi. Không có ngày nào là tôi không hối hận cả. Năm đó là tôi nên nói với anh, chỉ vì một chút sai lầm mà đã khiến cho anh càng đau khổ hơn. Thanh âm của Phùng Tranh tràn ngập áy náy và khổ sở. Không cần xin lỗi đâu. Cậu không có nhiệm vụ phải nói với tôi. Hà cố à, hai người hiện tại đã chia tay với nhau rồi đúng không chứ? Anh nên quên Tống cửa hàng đi, quên hắn ta, bắt đầu một cuộc sống mới. Ánh mắt của Hà cố trống rỗng, nhìn về phía trước máy móc mà nói. Trước đây tôi cảm thấy Tống cửa hàng sẽ không thích bất kỳ ai đâu, cho nên cậu ấy không thích tôi cũng là điều đương nhiên. Bây giờ xem ra lúc vừa bắt đầu tôi đã sai rồi. Anh thậm chí là không cảm thấy được cái sự đố kỵ đối với Phùng Tranh. Anh biết là anh biến mình thành cái dạng này đều là gieo gió gặt bão. Anh không sai đâu, hắn sẽ không thích bất kỳ ai, hắn cũng chưa từng thích tôi. Phùng Tranh trầm trầm giọng nói. Năm đó chúng tôi đều rất là nhỏ, có họ cầm mơ hồ với đối phương. Ở cái tuổi ấy rất là ngại biểu đạt hơn tôi với bạn khác giới đó, nhưng rồi lại cảm thấy hiếu kỳ đối với bạn cùng giới, cho nên chúng tôi liền ôm suy nghĩ mà chơi đùa hẹn hò. Nhưng mà tính cách của hai chúng tôi anh cũng biết rồi đó, làm bạn cũng có thể, chứ mà nói chuyện yêu đương ai cũng không phục ai, ai cũng không dừng ai. Đến cuối cùng khi mà ngược lại cô sẽ được oán hận nữa chứ. Những điều đó tôi không muốn biết đâu. Không, anh cứ nghe tôi hết cái đã. Nếu đã nói rồi thì hãy để cho tôi nói hết lần này đi, cũng để cho anh hoàn toàn hết hy vọng. Hà cô nhắm mắt lại, tay nắm chặt, ngầm đồng ý. Phùng Tranh quặn một hơi. Hai nhà của chúng tôi mấy đời thân nhau, sau khi chia tay cũng là vẫn thường xuyên chạm mặt. Ngoài mặt là miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ, nhưng mà tâm tư đã thay đổi rồi. Tôi gần gũi ai, hắn sẽ rắp tâm phá hoại. Hắn có cái gì tôi cũng là muốn tranh đoạt. Lúc ấy trong lòng đã ngàn muốn chết rồi, muốn thắng cái sự nổi bật của đối phương. Sau đó thì hắn ta xuất ngoại, sau khi về nước chúng tôi đều đã trưởng thành,
tôi nghĩ hắn ta đã trưởng thành rồi. Nhưng mà khi thấy được cái ánh mắt của hắn ta nhìn anh, tôi liền bắt đầu cảm thấy lo lắng đó. Hà Cố lộ ra một cái nụ cười khổ. Sau khi tôi phát hiện ra chuyện của hai người, tôi đã từng đi tìm hắn ta. Chúng tôi từng đánh nhau một trận đó. Phùng Tranh cắn răng nói. Tôi hỏi hắn ta, tại sao lại đúng mặt như vậy? Hắn nói, hắn chỉ là muốn xem người như tôi thì có thể nhìn rút ai. Hắn nói anh là... Phùng Tranh nhẫn tâm. Hắn nói anh chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi. Hà Cố không biết là bản thân làm cách nào để có thể chịu đựng. Khi mà nghe xong những cái lời này, có lẽ vì tâm sức của anh đã cạn kiệt rồi, chẳng còn gì để mà mất nữa. Nghĩ theo cái góc độ của Tống Cư Hàn, anh đúng là cũng chỉ có thế mà thôi. Ánh mắt lúc nào cũng tràn ngập sùng bái cùng với khát vọng, vì một nụ cười, một câu nói của Tống Cư Hàn liền có thể mắt đỏ tim đập, mơ mộng diễn dòng, thậm chí là chẳng cần phí chút công sức, cứ tùy tiện quyến rũ một lúc liền đặt đến tay. Anh của năm ấy quả thật là viết trên mặt, cần cậu đến thao tôi đi. Tống Cư Hàn dùng cái tâm tư khinh bỉ xem thường như thế nào. Khi mà nhìn anh mắt câu, trong lòng lại cười nhạo cái phẩm vị của Phùng Tranh, đắc ý với bị lực của bản thân ra sao. Chỉ cần là vừa tưởng tượng thôi, cả người của anh liền phát lạnh. Ngay cả anh lại còn coi thường mình đến như thế mà, Tống Cư Hàn sao có thể còn ra cái gì chứ. Cả cái câu chuyện quá mức ghê tởm, đến mức lạnh lại còn khinh bỉ bản thân của chính mình. 10 năm yêu tầm, 6 năm bên cạnh hắn ta, tột cùng tự biến mình thành cái trò đùa để cho người ta coi khinh. Anh quả thực là đáng thương đến mức nực cười. Một đoạn cảnh tỉnh này thực sự là quá hay. Phùng Tranh thành khẩn mà khuyên nhủ. Hà Cố à, Tống Cư Hàn hắn ta chẳng phải là thứ tốt đẹp gì cả. Anh còn trẻ mà, hiện tại nhìn rõ hắn ta đi cũng là một cái chuyện tốt đó. Từ nay về sau, hãy sống một cuộc đời của chính mình đi. Hà Cố ngẩn ngơ ừ một tiếng. Phùng Tranh chần chờ rồi nói, Hà Cố à, anh có thể tha thứ cho tôi không? Hà Cố trầm mặc cả một hồi lâu. Cậu không làm gì sai cả, nhưng tôi đã từng coi cậu là bạn đó, thế nên không thể đâu. Anh yên lặng cúp điện thoại. Những thứ nên hay là không nên biết, anh đều đã biết hết rồi. Rốt cuộc bị ép lột sạch sẽ về cái mối quan hệ khó coi giữa anh và Tống Cư Hàn, phơi ở dưới ánh nắng mặt trời để cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy trái tim chảy máu đầm đìa của anh. Anh cũng là chẳng thể nào viện cớ tìm lối thoát cho mình để có thể che giấu, che đậy đi khuyết điểm, tìm lý do tha thứ cho hơn 6 năm hèn mọn kia của chính mình. Quá tốt rồi, thực sự chính là quá tốt rồi. Có lẽ bắt buộc phải đặt ở cái chỗ chết mới có thể sống lại kiếp khác. Hà Cố quả thực là 2 ngày sau tới công ty, anh vừa bước vào văn phòng, tất cả mọi người đều đồng loạt mà nhìn về cái phía của anh. Hà Cố bình thản nói, sao vậy chứ, sao mặt của tôi rất khó coi à? Đại tỷ hành chính trầm mặt cả một lúc. Rất khó coi đó Hà tổng à, sức khỏe là tiền vốn của cách mạng à. Cảm ơn, tôi sẽ chú ý. Hà tổng à, đại tỷ hành chính muốn nói nhưng rồi lại thôi. Trần Sa liều mạng nháy mắt với chị, nhưng mà chị giống như là không nhìn thấy, vẫn cứ là chịu không nổi mà tò mò. Hà tổng à, gần đây Tống Cư Hàn lên trên báo về đánh nhau đó. Chúng tôi đã nhìn qua cái bức ảnh kia rồi, trong đó có một góc mặt của một người đàn ông rất giống anh đó. Trên mặt của Hà Cố một tia sơ hở đều là không có. Phải không chứ, giống bao nhiêu? Đại tỷ dội lấy cái tờ báo ra. Hà Cố đi một cái. Có một chút giống đó. Một đồng nghiệp thở nhẹ một hơi. Chị Trần à, tôi đã nói không thể là Hà tổng mà. Hà tổng sao có thể quen biết với Tống Cư Hàn và Trang Tiệp Dư chứ? Trần Sang liếc trộm Hà Cố. Người khác không rõ, nhưng mà cô đã từng mắt nhìn thấy Trang Tiệp Dư ở trong nhà của Hà Cố. Hà Cố mặt không biểu tình mà nói, mau về làm việc đi. Lần sau mà còn nói chuyện phím ở trong thời gian làm việc, tôi thực sự sẽ phạt mấy người đó. Tất cả mọi người đều rụt trở về. Trần Sang à, cô vào đi đi. Hà Cố
đi thẳng vào trong văn phòng. Trần Sang vào theo, đóng cửa. Hạ Dâm nói, Hạ Tổng à, anh không có chuyện gì chứ? Đỡ nhiều rồi. Hạ Cố vừa mở máy tính, vừa xoa xoa cái huyệt trên giường. Hey, gần đây đầu của tôi lại không được linh hoạt đó. Cô báo cáo điểm quan trọng của cái hạng mục và tiến triển mấy ngày nay cho tôi đi. Tỉ mỉ một chút. Không phải đâu, Hạ Tổng à, ý của tôi là... Trần Sang thật là cẩn thận mà nói, anh không sao chứ? Hạ Tổng dừng một chút, nhìn Trần Sang. Đúng, người đánh nhau với Tống Cửa Hàng ngày hôm đó chính là tôi đó. Sự cảm ơn cô đã giữ bí mật. Cô là một đồng nghiệp và người bạn đáng tin cậy. Trần Sang dùng sức để mà gật đầu. Hạ Tổng à, anh cứ yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ giữ bí mật giúp anh mà. Mặc dù là không biết mấy người quen nhau như thế nào, vì cái gì mà xảy ra sâu sát, nhưng mà tôi tin nhân phẩm của Hạ Tổng chắc chắn chính là do vấn đề của Tống Cửa Hàng rồi. Không phải là tôi có hành kiến đâu, người trong giới showbiz ấy mà, khẳng định là có mấy người tốt đẹp đâu. Những cái tin tức xấu về hắn ta trước giờ cũng là rất nhiều đó. May mà tình cảm với anh và Trang Tiệp Dư không bị ảnh hưởng. Hạ Cô cũng lại giải thích. Ừ, về cái chuyện này không liên quan đến công việc của tôi đâu, sau này coi như là chưa từng xảy ra đi. Vâng, nhất định rồi. Trần Sang báo cáo về những cái chuyện phát sinh ở trong mấy ngày nay anh không ở công ty. Hà Cố vừa nghe lại vừa ghi lại. Lần đầu tiên anh biết, quả ra tâm trạng mà không tốt sẽ ảnh hưởng đến cái chỉ số thông minh. Không biết là cái kiểu trạng thái ngơ ngẩn này lúc nào có thể tốt lên một chút chứ. Trần Sang báo cáo xong đi ra rồi. Hà Cố nghiêm túc xem lại tài liệu, nhưng mà cứ luôn rất là thất thần. Đột nhiên điện thoại của anh vang lên. Anh cầm điện thoại xem là Cố Thanh Bùi. Anh liệu trước được Cố Thanh Bùi chắc chắn là cũng xem tin tức rồi. Bức ảnh đó tuy rằng là mờ mờ, nhưng mà người quen biết anh đều sẽ hoài nghi. Huống hồ gì Cố Thanh Bùi biết quan hệ giữa anh và Tống Cửa Hàng. Anh có một chút muốn trốn tránh, nhưng mà cuối cùng vẫn là nhận điện thoại. Alo, cô Tổng sao? Hà Cố à, chú không sao chứ? Dạ, em không sao. Hà Cố để tránh nhiều cái lời dư thừa, dứt khoát mà nói luôn. Em và Tống Cửa Hàng đã chia tay rồi. Cố Thanh Bùi thở ra một hơi. Hey, là vì Trang Tiệm Dư sao? Ừ. Vì Phùng Tranh kia là sao chứ? Hà Cố giật mình. Sao biết Phùng Tranh chứ? Nguyên Dương nói cho anh. Nguyên Dương sao? Cậu ta giờ đây chính là trợ lý kiêm với tài xế của anh đó. Ồ. Hà Cố đột nhiên nhớ ra, ngày hôm ấy khi mà đang video call với Cố Thanh Bùi, tài xế bất ngờ xông vào kia, không phải chính là thanh âm của Nguyên Dương hay sao chứ? Hai người này là chuyện gì đây? Nếu như đánh giá từ ngày đó, chính là cái mối quan hệ thủy hỏa bất dung. Hiện tại thì quá hảo rồi. Cố Thanh Bùi cảm thấy Hà Cố không muốn nói, cũng lại không truy vấn, chỉ bảo: Hà Cố à, nếu như chưa muốn người tâm sự đó, thì bất cứ lúc nào anh cũng ở đây. Dạ, còn một cái thời gian nữa đi. Bây giờ là muốn mau chóng làm cho xong cái công việc quan trọng, sau đó sẽ nghỉ dài hạn. Thôi được rồi, chú quả thật là cần phải nghỉ dài hạn đó. Nếu như chú muốn giúp được cái gì thì cứ dành nó hẳn với anh đi. Cô Thanh Bùi dừng lại một chút. Hà Cố à, anh biết là trong lòng của chú đang rất khó chịu đó, nhưng mà chú cứ tin anh đi. Có một ngày chú quay đầu lại nhìn sẽ phát hiện ra đây chỉ là chuyện tốt đó. Rời xa người sai, sửa con đường sai, khi nào cũng đã không muộn cả. Hà Cố thở dài một tiếng. Dạ, cảm ơn anh. Cúp điện thoại, Hà Cố đợi cả một hồi lâu mới bắt đầu tập trung sức lực làm việc. Anh cần phải làm việc để cho bản thân của mình không có thời gian khởi thời khắc khắc mà nghĩ đến Tống Cửa Hàng nữa. Buổi tối về đến nhà, anh phát hiện ra Trang Tiệp Dư và Tiểu Tùng đều ở trước cửa đợi anh. Không khí giữa hai người là không ổn cho lắm, có một chút dương cùng bạc kiếm. Hà Cố như như mày. Nè, hai người ở đây làm cái gì chứ? Đương nhiên là đến chăm sóc cho anh rồi. Trang Tiệp Dư ra vẻ đương nhiên mà nói. Tiêu Tùng lại lên tiếng. Hà Cố à, em đến thăm anh đó, em sợ là... Tiêu Tùng à. Hà Cố ngắt lời của cậu. Tôi biết cậu đến đây chính là để làm gì, nhưng mà tôi không muốn nghe đâu, cậu đi về đi. Cả không phải đâu. Tiêu Tùng ra mặt cầu xin. Tôi thực sự chỉ là không muốn nghe đó. Bất luận là cho dù cậu có nói gì, Trang Tiệp Dư trừng cậu lại. Nghe thấy chưa, anh ấy bảo là không muốn nghe đó,
Hiện tại là thân thể của anh ấy là không khỏe đó. Anh có thể đừng làm phiền anh ấy có được không vậy chứ? Tiểu Tùng cầm giận mà nói. Chuyện nhà của ca ca, vàng ca đó. Còn nhúng tay vào làm cái gì chứ? Hai vô nè. Thế anh nhúng tay vào làm cái gì hả? Tiểu Tùng thức đến mức là mặt đỏ bừng. Còn sốt ruột mà nói với Hà Cố. Hà Cố ca, có thể là anh không tin đâu, nhưng mà em thật sự là không phải đến khuyên anh làm quà đâu. Em thực sự là chỉ lo lắng cho anh thôi, muốn đến thăm anh để xem anh như thế nào. Tình trạng của hàng ca mấy ngày này là vô cùng kém đó, đều là tại chuỗi hết chết tiệt của cái tên em này. Để cho hai người này ngày đó gặp mặt nhau, em cảm thấy rất là khó chịu đó. Không liên quan tới cậu. Hà Cố mở cửa nhìn cũng không nhìn Tiểu Tùng. Cậu đi về đi. Nói xong liền đến đóng cửa. Tiểu Tùng luống cuống mà hô lên. Hà Cố ca, anh tin em nói một câu đi. Hàng ca chỉ là quan tâm anh đó mà. Hàng ca rất quan tâm anh. Nhưng mà cho dù anh không làm quà với hàng ca đi chăng nữa, anh cũng là anh của em mà. Anh mong chóng khỏe lại nha. Trái tim Hàng Cố có một chút đau đớn. Anh không nói gì, chỉ là muốn nhanh nhanh ngăn cách hết mọi thứ liên quan tới tống cửa hàng ở bên ngoài cửa, ngăn cách ngoài tầm nhìn của anh. Ai 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 ai. Trang Tiệp Dư dùng chân chặn cửa lại, chui ngay vào. Sau đó cho Tiểu Tùng một cái ánh mắt sắc lẹm thị uy, đóng rầm cửa ngay trước mặt của cậu. Hà Cố buông cặp, nhìn Trang Tiệp Dư một cái. Nè, bộ cậu muốn nhà của tôi luôn hả? Cậu không còn chuyện khác gì để mà làm hay sao? Không được sao chứ? Nè, tôi chính là đáng yêu như thế này, hài hước như thế nào chứ? Pha trò chọc cho anh vui tốt biết bao nhiêu à? Trang Tiệp Dư cười hì hì mà nói, hy vọng là có thể dùng cái cảm xúc của mình để khiến cho Hà Cố vui hơn. Bộ dạng như là cái xác không hồn kia của Hà Cố quả thực là khiến cho người ta nhìn thấy mà cảm thấy lo lắng. Công ty quản lý của cậu không được có câu nữa sao? Hà Cố vừa cởi khoác lên vừa nói. Trang Tiệp Dư ngẩn người, ánh mắt có một chút ảm đạm. Hơi mặc kệ đi, tôi chẳng là có muốn quan tâm đâu. Dù sao thì là vì cái chuyện này tôi cũng coi như là hot hơn rồi. Nếu như bố con của Tống Gia Bình đó không truy cứu, công ty là sẽ những cái cơ hội này mà đứng tôi lên đó. Nếu như truy cứu thì mọi thứ đi tóm. Cậu nhún vai. Tôi cũng đã nghĩ thoáng rồi, cũng sẽ không đói chết đâu. Đi một bước xem là một bước thôi. Ừ, nếu như cậu cảm thấy rảnh rỗi thì nên học hỏi thêm một chút đi. Không có thể nào mà ăn cả đời dựa vào mặt đâu. Nè, tôi ghét học tập lắm đó. Đậu của tôi vốn là không tốt mà, dinh dưỡng được dùng để mà nuôi mắt của tôi cả rồi. Trang Tiệp Dư kéo cánh tay của Hà Cố mà lắc lắc, làm đúng nói. Hà Túc Túc à, chú dạy tôi đi học đi mà. Hà Cố nói. Cậu đi học đại học đi. Trang Tiệp Dư giống như là nhìn thấy quỷ. Hết, tôi không đi đâu. Vậy cậu có thể làm gì chứ? Tôi chỉ là có thể mở shop tao bao thôi mà. Hà Cố lắc lắc đầu. Nè, tôi nói cơm cho anh nha. Trang Tiệp Dư sáng tay áo. Anh đó, cứ gì nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cho anh xem tôi là có bao nhiêu tốt đẹp nè. Hà Cố thay quần áo, ngồi trên sofa nghỉ ngơi. Thật ra thì thân thể cũng là không thể mệt, nhưng mà đầu óc cứ nặng trĩu mãi, thế nào cũng là không có vực dậy được tinh thần. Hà Cố cầm điều khiển TV mở lên muốn coi tin tức. Thật là không ngờ kênh TV dừng ở trên kênh giải trí của lần trước. Vừa mở ra liền là cái tin tức hư hư thực thuật về cái chuyện của Tống cửa hàng vì tranh giành tình nhân mà đánh nhau ở trong khách sạn. Xem ra là cái chuyện này đã lan truyền quá nhanh rồi. Tống Hà tay chân cũng là có hạn, không có thể nào khống chế được hết. Anh chết lặng mà nhìn chằm chằm cái bức ảnh của Tống cửa hàng ở trên TV cả một hồi lâu. Sau đó yên lặng đổi sang cái kênh chính trị, muốn xóa bỏ đi cái dấu vết của người kia trong cuộc sống gần như là điều không thể, vì hắn ta không chỗ nào là không có mặt. Anh hận là không thể nào tẩy sạch đi hết tất cả những cái ký ức của mình. Tin tức về Tống cửa hàng lan truyền rộng hơn so với sức tưởng tượng của bất kỳ người nào. Trên mạng bắt đầu có người tiết lộ rằng năm ngoái hắn ta đùa giỡn thất hẹn với show thực tế, ẩu đả với nhiếp ảnh gia ở trên phim trường, dâm loạn ở đảo Saipan. Cả một đống tin tức xấu hoàn toàn là có âm mưu để mà bôi xấu hắn ta. Hà Cố không hiểu những cái chuyện ở trong giới giải trí này, nhưng mà anh biết phàm là cái nơi có lợi ích tất nhiên sẽ có tranh đấu đầy gay gắt. Trong cái khoảng thời gian ngắn này, Tống cửa hàng liên tục lên trên đầu báo. Ngay cả người căn bản không có quan tâm về cái giới giải trí giống như là Tôn Tình cũng đã nhìn thấy tin tức, phát hiện ra sự mặt cực kỳ giống với Hà Cố ở trên báo, lập tức gọi điện thoại đến hỏi. Hà Cố rất là bình thản
mà trả lời: "À, đã rất nhiều người hỏi con rồi, chỉ là trong giống con thôi mẹ ạ." Tôn Tình cười ha ha mà nói: "Vậy là tốt rồi, mẹ cũng nghĩ không thể nào là con. Con trai à, giọng của con sao mà nghe không có tinh thần vậy chứ?" "À, dạ, tại vì công việc bận mà. Không sao đâu mẹ ạ, khi mà tết xong con sẽ nghỉ phép đó." "Mẹ thì sao chứ, gần đây sức khỏe như thế nào rồi?" "Cũng được, nhưng mà có điều rất dễ mệt đó. Mấy năm nay mẹ có bồi dưỡng không ít người rồi, dần dần đều chuyển cho công việc cho họ rồi." "À, dần mẹ nhớ là phải chú ý chữa trị đó. Bác sĩ có ý kiến gì không?" "Bây giờ điều trị cứ duy trì như trước thôi, xem tình hình, nếu như không được thì phải làm quá liệu. Mẹ chính là mùa hè năm sau sẽ làm đó." "À, đó, tại sao phải là mùa hè năm sau chứ?" "Mẹ không có muốn để cho Tố Tố nó biết đâu. Kỳ nghỉ hè mẹ sẽ đưa con bé ra nước ngoài đại học Summer School. Mẹ mua phòng ở nước Pháp cho nó rồi, có thể là qua đó chơi cùng với con bé. Nói là đi học, chỉ là để cho con bé vui chơi thôi." "Ừ, gì cũng tốt. Nhưng mẹ à, mẹ có thể giấu đến bao giờ chứ?" Tôn Tình thở dài: "Hey, nó còn nhỏ như vậy mà, vốn dĩ là mẹ sinh nó muộn, bảo nó làm sao mà tiếp những cái chuyện này. Có thể giấu được bao nhiêu thì cứ giấu đi." Bà mở cửa: "Tố Tố à, con muốn nói chuyện với anh không chứ?" "Vâng." Sau một trận bước chân lịch bà lịch bịch, Tố Tố nhận điện thoại, vui vẻ mà kêu lên: "Ca ca, người đánh nhau cho thống cửa hàng, có phải là anh không à?" Hà Cố cười nhẹ: "Nè, không phải anh đâu." "Hai dạ, đáng tiếc quá đi." "Đáng tiếc cái gì chứ?" Tôn Tình trách mắng. Tố Tố cười nói: "Em rất là thích tống cư hàng ca ca đó. Anh ấy là nam thần của em. Anh từng nhìn thấy anh ấy ở ngoài đời chơi chưa? Người thật là trông đẹp trai không ạ?" "Chưa từng gặp." "Cần sách năm nay em muốn đi lắm đó, nhưng mẹ lại không cho em đi. Không biết lần sau anh ấy sẽ diễn cần sách vào lúc nào. Đến kỳ ấy anh đưa em đi có được không chứ hả?" "Được ạ." Hà Cô nhìn không được mà cười khổ. Sao đến đầu cũng chẳng có thể nào tránh được ba cái chữ tống cư hàng này chứ. Anh trúng tà rồi hay sao? "Anh nhớ em đó, bức ảnh em tham gia ca sĩ của trường, em gửi qua WeChat cho anh lần trước nè. Sao anh đều không trả lời cho em chứ?" "Ờ, có lẽ là anh bận quá nên không chú ý." "Sao lại như thế chứ?" Tôi thất vọng nói. "Ờ, xin lỗi em, lần sau thì nhất định sẽ trả lời em mà." "Nè, có được với anh nữa, công việc của anh trai của con rất bận rộn đó. Nào, có giống con chứ, chỉ có làm bài tập cũng thôi lười nữa đó." "Con đâu có chứ." Tôi lẩm bẩm. Tôn Tình nhận điện thoại rồi cười nói: "Con trai à, năm nay mẹ sẽ đưa Tô đến Bắc Kinh đó để đón một năm mới với con có được không?" "À, được ạ." Hà Cô cảm giác được trái tim đóng băng rốt cuộc là có một chút sức sống chạy vào. "À, còn mấy năm nay có người đón năm mới cùng với con không chứ?" "À, giờ không có." Anh chẳng có đếm trò bản thân của mình đã đón bao nhiêu năm mới một mình rồi, đến nỗi là cuối cùng đã trở thành thói quen, hoàn toàn là không cảm thấy mất mát. Tôn Tình thở dài: "Hey, nè, năm nay mẹ sẽ đón cùng với con, tốt nhất là những năm sau đi, đều có thể cùng với con đón mừng năm mới." "À, dạ được." Tin nóng gì cuối cùng cũng sẽ qua đi khi mà tổng cửa hàng công cộng bất ngờ xuất hiện ở trong tầm mắt của Hà Cố nữa. Cuộc sống của anh đã từng chút một trở về quỹ đạo. Mỗi ngày anh đi làm tan ca đúng giờ, công ty công trường nhà ở 3 điểm một đường, sống một cuộc sống quy luật giống như là máy móc. Thỉnh thoảng thì Trang Tiệp Dư sẽ đến, nhưng mà gần đây anh bắt đầu bận. Nó là nhờ tống cửa hàng nội có một phen đột nhiên có rất nhiều thông cáo. Khi mà tống cửa hàng cách anh xa vài ngày lại càng ngày càng xa, anh rốt cuộc lại bắt đầu nảy sinh được cảm giác không chân thực đối với cuộc sống ở trong quá khứ. Đại minh tinh cả nước đều biết kia Thiên Chi Kiêu Tử thực sự đã từng ngủ với anh 6 năm hay sao chứ? Liệu có phải chỉ là giấc mộng phong qua tiết nguyệt của anh hay là không? Nhưng mà mộng thì sẽ không có chân thực đến như thế. Anh cũng sẽ không có để lại nỗi đau đậm sâu, khắc cốt ghi tâm như vậy. Anh liều mạng để mà dùng cái công việc làm bản thân của mình mất đi cảm giác, lấp đầy đại não mọi lúc. Chỉ có thể như vậy thôi, bản thân mới có thể không còn một chút thời gian nào để mà nghĩ đến tống cư hàng. Anh sớm dự liệu trước được
sẽ có một ngày chia tay này. Chỉ là không ngờ nó lại còn thê thảm hơn so với cái tưởng tượng của anh gấp mấy lần. Đến tột cùng phải tốn biết bao nhiêu thời gian mới có thể qua đi tổng cửa hàng chứ. Hôm nay Hà Cô lại nhận được điện thoại của Tiểu Tùng. Khi mà nhìn thấy cái biểu hiện hiển thị trên màn hình, tay liền có một chút run run, do dự trong chốc lát vẫn là ấn nút nhận. Hà Cô ca à? Thanh âm của Tiểu Tùng nghe có vẻ là rất khó xử, hơn nữa lại còn cực kỳ cẩn thận. Nói đi. Giọng của Hà Cô lạnh nhạt. Hàng ca kêu em là hỏi anh đó. Tiểu Tùng hít sâu một hơi. Hỏi anh là anh đã ngu dần hay là chưa? Đầu dây bên kia truyền đến cái tiếng quát của Tống Gạn. Ai cứ cậu nói như thế chứ hả? Tiểu Tùng giật nảy mình, nhanh chóng nếu nó không rõ. Hỏi là nghĩ thông suốt chưa? Hà Cô nghe thấy cái chất giọng của Tống cửa hàng, cơ thể rung lên, trái tim vốn dĩ là đang dần bình tĩnh lần nữa đột ngột lại nổi sóng. Anh hít một hơi sâu, ép cho bản thân của mình bình tĩnh mà hỏi. Coi gì chứ? Chính là... Tiểu Tùng rất là không tình nguyện mà nhỏ giọng nói. Nếu như anh là nghĩ thông suốt rồi đó thì có thể đến tìm Hàng ca mà. Hàng ca nói là anh ấy, anh ấy là không có tính toán gì cái việc mà anh đánh anh ấy nữa đâu. Hà Cô cảm giác là một cái cổ tà quả trong nháy mắt tràn ngập lòng ngực. Anh nắm chặt tay Thành Quyền, trầm giọng nói. Nè, hãy giúp tôi cảm ơn cái lòng độ lượng của cô ta đi. Tiểu Tùng à, sau này cậu cũng đừng bao giờ gọi điện thoại cho tôi nữa. Hà Cô dứt khoát mà cúp điện thoại. Cơ thể của anh lắc lư, vô lực mà dựa lên trên tường. Tống cửa hàng cảm ơn về cái lòng độ lượng của cậu. Chớp mắt đã sắp hết năm qua rồi. Một hạng mục của Hà Cô đã giao phó, còn có một hạng mục do vấn đề bên thi công cho nên kéo dài tiến độ. Ai cũng hết cách rồi, chỉ có thể đợi qua năm mới rồi sẽ xử lý sau. Nhưng mà đa số vấn đề đều đã giải quyết. Hà Cô nhắm mắt thoải mái không ít. Ông chủ đích thân là bảo đảm với anh tiền thưởng năm nay tuyệt đối sẽ làm cho anh vừa lòng. Hôm nay Cố Thanh Bùi lại gọi điện thoại hẹn anh. Anh hơi do dự, vẫn là tìm cớ để mà từ chối. Cố Thanh Bùi trầm mặt một chút. Hà Cố à, có phải là chú sợ sẽ hỏi chuyện về chú cùng với Tống Hàng không chứ? Hà Cố giật mình, nghĩ thầm là Cố Thanh Bùi đúng là thông minh tuyệt đỉnh mà. Chỉ sợ là Cố Thanh Bùi hiếu kỳ mà quan tâm nhắc đến Tống cửa hàng. Cái tên anh đã hao hết sức lực để không nghĩ đến, không đụng chạm. Sự trầm mặc của anh xem như là ngầm thừa nhận. Cố Thanh Bùi cười. Nè, anh cam đoan với chú, trừ phải là chú chủ động, nếu không anh sẽ tuyệt đối không nhắc đến hắn ta đâu. Hà Cố Thành cơ mà nói. Cố Tổng à, cảm ơn anh. Đừng có sợ nữa chứ, bước ra đi. Người mà lúc nào là cũng kéo căng như dây đàn sẽ xảy ra như đệ đó. Hà Cố cười cười. Được, tối nay gặp. Buổi tối Hà Cố đói là phải uống rượu nên liền ngồi taxi đi. Quả nhiên vừa đến nơi, trên bàn đã bày ra một cái hàng rượu đầy màu sắc. Cố Thanh Bùi bắt chéo chân ngồi trên sofa, tiêu sái mà vung tay lên làm ra cái động tác mời, mỉm cười nói. Rượu không phải là đồ tốt, nhưng mà có đôi khi thực sự vô cùng là cần đến nó đó. Dạ đúng, cho nên hôm nay em không lấy xe đó. Nhưng mà anh không thể là không nhu đâu. Anh cũng không lấy xe mà, Cố Thanh Bùi cười nói. Là tài xế đã đến đến đó, lát nữa sẽ tới đón anh. Tài xế sao chứ, Nguyên Dương sao? Cố Thanh Bùi lộ ra cái biểu tình hậm hực. Phải. Hà Cố nghĩ đến Nguyên Dương có một chút không được thoải mái. Anh đối với bất kỳ người nào có mặt ngày hôm ấy đều muốn lảng tránh thì là xa ra. Cố Thanh Bùi nhìn thấu tâm tư của anh. Nè, cứ yên tâm đi, tôi đã bảo cô ta đợi trong xe rồi. Hà Cố giật mình. Anh bảo cô ta đợi trong xe sao chứ? Cái người tên là Nguyên Dương nhìn có vẻ là tự cao tự đại, rất khó chọc kia. Ở trong xe đợi bọn họ để uống rượu hay sao chứ? Ừ. Cố Thanh Bùi gật gật đầu, bộ dạng là đương nhiên. Từ đi lính đó, dạy dỗ tốt lắm, rất nghe lời. Dạ, không có gì. Nè, nửa năm nay rất là không thuận lợi đó, nhưng mà hiện tại công ty coi như là đã đi vào quỹ đạo rồi. Dạ,
xin chúc mừng cô tổng. Năm sau nó có thể bắt đầu thu lợi nhuận rồi, có đúng không chứ? Nếu mà thuận lợi thì năm sau là có thể thông qua phán quyết thu hồi một số lô đất xung nhập vào trong thị trường. Lại còn có vài cái hạng mục khác. Mục đích cuối cùng của Nguyên Dương, Nguyên Lập Giang chính là đưa ra thị trường lần này. Bây giờ là tiến triển cũng coi như là vừa lòng rồi. Cô tổng đây chắc chắn là không có vấn đề gì rồi. Cô Thanh Bụi cười cười rót rượu cho anh rồi nâng ly nói. Anh nghe nói là hạng mục của chú cũng đã kết thúc rồi đó. Năm nay tôn động khẳng định là phải thương lớn rồi. Đến đây, cạn ly đi. Chúc mừng về sự nghiệp của chúng ta thành công. Hai người nhìn nhau cười, uống cạn ly rượu. Cô Thanh Bụi quả nhiên là không nhắc đến cái vấn đề của Hà Cố kiên kỵ. Hai người liền tán gẫu về tin tức Nam Sang, về cái tình hình bất động sản, nói cả những cái thứ bạn mà bình thường sẽ nói. Không khí rất là hòa hợp. Hà Cố uống không ít rượu, nhưng mà không say. Tư lượng của anh trước nay là không tồi. Cũng là không có ý định sẽ mượn rượu để mà giải sầu. Như vậy, ngoại trừ thức tố cũng phải đau đầu, chẳng nhớ ra cái gì cả, thì không chút ý nghĩa. Hai người uống đến hơn tận 11 giờ. Cô Thanh Bụi thấy thời gian là không còn sớm nữa. Liền đưa Hà Cố lên trên xe taxi, xác nhận nhiều lần anh đã có thể tự về nhà không chứ. Hà Cố khoát khoát tay. Nè, yên tâm đi. Chút rượu này, nó chưa có nhầm nhò gì đâu. Chú nói thế đó, anh thực sự là phải tìm cơ hội để xem là hư hay thật rồi. Hà Cố nở ra một cái nụ cười. Dạ, nếu có cơ hội nhất định mà. Sau khi mà xe chạy đi rồi, anh xoa xoa cái huyệt thái dương, cảm thấy có một chút mệt mỏi. Chợp mắt ngay trên xe một lúc, thẳng đến khi mà tài xế đưa anh đến nơi mới gọi anh dậy. Hà Cố trả tông tiền liền xuống xe. Tuy rằng là anh uống không có nhiều lắm, nhưng mà vẫn là có điểm choáng váng, đi cực kỳ chậm. Bởi vì thời tiết lạnh, trong tiểu khu gần như là không có người, vô cùng im lặng. Khoảng công viên nhỏ từ tốt kia, nó giống như một cái khu rừng nhỏ tĩnh mịch. Hà Cố đi bên trong, tâm trạng phá lệ bình tĩnh. Anh đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cái vầng trăng non tròn trên bầu trời kia, chỉ là cảm thấy đầu óc quay cuồng, thiếu chút nữa là ngã xuống. Quá ra hôm nay là 15 tháng chạp, còn có vài ngày nữa thôi là đã sang năm mới rồi. Năm nay nhất định sẽ không có giống với trước đây. Anh sẽ không còn có tống cửa hàng nữa, nhưng mà anh lại có được cái sự tự do của trái tim. Anh đứng ở trong công viên để cho gió lạnh thôi một lúc, cảm thấy thần thanh khí sảng, mới tên là chậm rãi lên trên lầu. Cửa thang máy vừa mở ra, Hà Cố tựa như là bị sét đánh, hai tay khoanh trước ngực tựa vào trong tường, vẻ mặt giận dữ mà nhìn anh. Không phải là tổng cửa hàng thì lại còn ai nữa đây chứ? Hà Cố thế nào cũng là chưa từng nghĩ tới tổng cửa hàng sẽ đến đây để mà tìm anh. Phản ứng đầu tiên của anh chính là muốn chạy, nhưng mà anh cố gắng nhìn xuống, bắt ép bản thân của mình phải bước lên. Đi ra khỏi thang máy, tổng cửa hàng không một chút khách khí mà chất vấn. Muộn như vậy rồi, anh còn đi đâu chứ? Lấy con cả người đầy mùi rượu. Hà Cố đứng ở cửa thang máy, kéo giãn khoảng cách ra đối với hắn ta. Cậu đến đây để làm cái gì chứ? Phòng này là tôi mua, tôi đến lại còn phải báo cáo danh sao? Hà Cố đột nhiên bị nhắc nhở, phòng này là tổng cửa hàng đã mua, đến lúc đã trả lại rồi. Nếu không, chẳng phải là sẽ vĩnh viễn dây dưa không rõ với tổng cửa hàng hay sao chứ? Năm sau đi, năm sau tìm công ty sửa chữa tu lại cái căn nhà mà bố mẹ để lại kia một chút, sau đó liền sẽ lập tức dọn đi. Xe cũng là phải mua lại cái mới rồi. Tổng cửa hàng cảm thấy Hà Cố cương nhiên là nghĩ sang cái chuyện khác, tức giận nói. Anh rốt cuộc lại đi đâu chứ? Uống rượu cùng với ai? Hà Cố cố gắng bỏ qua cái bầu không khí trở nên áp bức lực vì cái sự xuất hiện của tổng cửa hàng. Anh mặt không biểu tình mà nói. Tôi ra ngoài cùng với ai? Lại còn phải báo cáo gì cậu hay sao chứ? Hà Cố à? Cùng mẹ nữa, lá gan của anh càng ngày càng to rồi đó. Lại còn dám trả trêu với tôi sao? Tổng cửa hàng tiến nhanh tới phía trước một phen mà kéo lấy cái cánh tay của anh. Vào đây. Giây phút Hà Cố bị đụng chạm kia, tự như bị sét đánh, anh dùng sức để mà hất tay của tổng cửa hàng ra, lùi về sau cả một bước lớn. Tổng cửa hàng sững sờ, sau đó nhìn bàn tay trống rỗng của mình, trên đó dường như nó còn lưu lại cái độ ấm của Hà Cố. Hắn ngẩng đầu
thần tình khó tin. Đã một tháng rồi, anh vẫn chưa gây sự đủ hay sao chứ? Tống Cư Hàn à, tôi không gây sự với cậu. Ngày hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi, chúng ta đã kết thúc rồi. Tống Cư Hàn lên nói. Kết thúc kinh rắm đó. Anh vào đây cho tôi, chúng ta phải nói cho thật rõ ràng. Hắn không phân biệt mà bắt lấy bả vai của Hà Cố, lấy con mạnh mẽ đẩy ra đến trước cửa. Mở cửa ra. Hà Cố muốn tránh ra nhưng mà không làm được, cắn răng nói. Chìa khóa của cậu đâu chứ? Quên mang rồi. Hà Cố hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cái chiếc giọng hô hấp của mình. Tống Cư Hàn à, phòng của cậu tôi sẽ trả lại, nhưng mà hiện tại cậu không thể vào đâu. Tống Cư Hàn trừng mắt. Cùng mẹ nó, anh lặp lại lần nữa đi. Tôi nói phòng của cậu tôi sẽ. Ai mà muốn cái căn phòng rách nát này chứ? Tống Cư Hàn nổi giận. Hà Cố à, anh rốt cuộc là có biết tốt xấu không chứ? Hà Cố dán lên trên cửa, muốn tận lực mà cách Tống Cư Hàn ra xa một chút. Chỉ cần là người thê cái mùi vị quen thuộc cùng với độ ẩm ở trên người kia đã khiến cho trái tim của anh nó đau tựa như là dao cắt. Tôi không biết tốt xấu đó, nhưng tôi biết nặng nhẹ. Chuyện 800 năm trước giữa tôi và Phùng Tranh, anh cứ nhất định là phải nhắc đi nhắc lại sao? Tống Cư Hàn ép anh dựa cửa và bản thân nhìn chằm chằm vào trong mắt của anh. Phải đó, tôi đã từng qua lại với Phùng Tranh lúc 15-16 tuổi. Lúc đó tôi hiểu cái gì chứ, chẳng qua chỉ là mới mẻ thôi. Sau đó tôi liền nhìn thấy anh. Đúng đó, lúc mới bắt đầu là vì thú vị tôi, nhưng sau đó chỉ là không còn liên quan đến Phùng Tranh nữa rồi, chỉ là bởi vì anh đó. Tống Cư Hàn cắn răng, cuộc đời này hắn ta chưa từng nói qua mấy cái câu mềm mỏng. Nhưng mà trong một tháng chờ đợi mà Hà Cố đều không có đến, hắn ta thực sự rất là hoảng sợ. Hắn cũng không biết làm sao, hắn chỉ là quen việc Hà Cố luôn có ở đó, bất luận là hắn ta đi bao xa, đi tới đâu, quay người lại, Hà Cố nhất định là ở đó để đợi hắn, làm cho hắn ta luôn có một cái nơi có thể về. Hà Cố sao có thể muốn chấp nhận với hắn ta chứ, sao có thể không quan tâm đến hắn ta, sao có thể. Hắn không thể nào chấp nhận được, hắn ta không thể nào thích ứng nổi. Hà Cố không chớp mắt mà nhìn Tống Cư Hàn. Hơn 6 năm nay cậu coi tôi là cái gì chứ? Tống Cư Hàn ngẩn người, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào cả. Không cần nói đâu, tôi cũng tự biết rồi. Lúc mới bắt đầu nhất định là rất khinh thường tôi, sau đó liền thành thói quen có một người không nhiều chuyện, không lắm mộm, gọi lúc nào đến thì đến lúc đấy, lại còn chịu để cho cậu thưởng cho tôi ở bên cạnh. Hạ Cô vô cùng bình tĩnh, thật giống như những cái lời nhục nhã kia đều là hình dung người khác. Tôi thực sự rất khó tưởng tượng đó, cậu và Phùng Tranh nhìn tôi như thế nào. Tôi trong mắt của các người có bao nhiêu hiền mọn chứ? Tống Cư Hàn nghiêm túc nói. Cùng mẹ nó, anh đừng có nào mà nói như vậy nữa. Tôi không xem thường anh đâu. Chuyện Phùng Tranh, thôi với tôi là không nói cho anh. Có gì cần thiết phải nói cho anh chứ? Đời đã qua lâu như vậy rồi, tại sao tôi bắt buộc là phải nói cho anh chứ? Hà Cố lộ ra một cái nụ cười gượng, lại còn khó coi hơn cả khóc. Cậu quả thực không có cần thiết phải nói với tôi đâu. Tống Cư Hàn nhìn vào gương mặt trắng bệch của Hà Cố, nhìn không được mà nhớ tới những cái giọt nước mắt của anh. Trái tim của hắn ta lập tức mềm xuống. Hắn đến gần Hà Cố, nói thật là chậm rãi. Hà Cố à, anh đừng gây sự nữa có được không chứ? Chúng ta giống như trước kia không được hay sao? Tôi đối xử với anh không tốt hay sao chứ? Anh muốn cái gì mà tôi không cho anh đâu. Tết năm nay tôi định sẽ đến đi chơi đó. Thế nào chứ? Chỉ hai chúng ta thôi, anh muốn đi đâu cũng được cả. Ánh mắt của Tống Cư Hàn sáng lấp lánh, thậm chí là lộ ra cái sự ngây thơ, tựa như một cái đứa trẻ đang dùng kẹo mút để đổi lấy tình bạn. Hà Cố đau lòng đến không thôi. Anh cố để chống đỡ thân thể, nhẹ giọng nói. Những thứ cậu cho tôi, nó đối với cậu mà nói
đều nhỏ nhặt không đáng kể đó. Mà thứ tôi cho cậu đã giá trị hết tất cả của tôi rồi. Sắc mặt của Tống cửa hàng thay đổi đột ngột, hắn ta nghiến răng nghiến lợi mà nói: Danh lại còn muốn cái gì chứ hả? Tống cửa hàng quả thực là sắp tức đến điên luôn rồi. Đời này hắn ta từng cúi đầu trước ai chứ? Hắn nói lời mềm mỏng với Hà Cố 5 lần 7 lượt, Hà Cố cư nhiên lại còn không biết nặng nhẹ như thế. Hà Cố nhắm hai mắt lại: Cậu đi đi, những thứ của cậu tôi chẳng dám muốn bất kỳ gì nữa rồi. Ánh mắt của Tống cửa hàng lạnh lẽo, lộ ra hung quang. Hắn giơ lên nắm đấm hung hăng mà nở lên trên cửa, chống trộm cạnh sườn mặt của Hà Cố, phát ra những cái âm thanh lớn bằng một tiếng. Thân thể của Hà Cố rung lên nhưng mà không dám mở mắt ra. Tống cửa hàng nhìn chằm chằm Hà Cố, lồng ngực tựa như là mắc nghẹn cái thứ gì, ngay cả hô hấp cũng là trở nên không thông. Hắn nắm chặt tay quay người rời đi. Thẳng đến khi mà nghe thấy tiếng thang máy đóng lại, Hà Cố mới thứ là chậm rãi mở mắt ra, trong mắt đã đỏ bừng một mảnh rồi. Nam Sang, đặc địa đổ ấm hợp thường niên của năm nay tại Nice, lãnh đạo từ trung tầng trở lên đều đi, chỉ riêng là trụ sở chính đã có 60-70 người rồi. Bọn Trần Sang đều là hâm mộ vô cùng. Một đám cô nàng thỉnh cầu Hà Cố mang quà từ Pháp trở về, nhưng mà Hà Cố không có dự định đi. Anh phải kết thúc công việc, phải đi tìm công ty sửa chữa trước năm mới, phải chuẩn bị đồ dùng cần thiết khi mà mẹ và Tố Tố đến đón Tết. Những cái việc này toàn bộ anh đều là phải thu xếp một mình. Mặc dù là Trần Sang chỉ là trợ lý của anh, nhưng dù sao thì cũng không có phải là trợ lý tư nhân. Chuyện nhỏ nhặt ở trong cuộc sống vẫn là không tiện làm phiền cô. Tính toán như vậy, thời gian còn lại là quá gấp, căn bản là không có rảnh để đi nay 5 ngày. Cộng thêm cái thời gian bay và chênh lệch múi giờ, đã phí mất đi 1 tuần. Sau đó, Hà Cố lại thường nhớ tới quyết định khiến cho tất cả mọi người đều không hiểu năm đó. Nếu mà khi ấy anh đi, thì có phải rất nhiều chuyện sẽ thay đổi hay là không chứ? Vài ngày cuối cùng tháng chạp, công ty thuê máy bay rời khỏi Bắc Kinh giá rét, bay tới miền Nam nước Pháp nơi tràn trề cái sự nhiệt tình. Hà Cố đã liên hệ với một công ty sửa chữa hợp tác lâu dài với Nam Sang, đi xem cái căn phòng cũ anh sinh ra và lớn lên. Căn phòng kia ở Tam Quan, khu vực rất là tốt, giá cả hiện tại đã rất kinh người, nhưng mà phòng đã cũ rồi, chỉ có 80m2 thôi. Tuy nhiên một mình anh vẫn là khá rộng. Anh cũng đã rất lâu chưa về cái nơi đây, có lẽ là cố ý lảng tránh, chỉ là thực sự trở về mới phát hiện ra. Mặc dù nơi này có rất nhiều hồi ức khiến cho anh đau lòng, nhưng mà tràn đầy cái sự vui vẻ cùng với tốt đẹp. Những năm tháng thơ ấu cùng với hình bóng gia đình đã từng hoàn chỉnh kia. Anh cùng với người thiết kế quen biết bàn bạc một hồi. Bản thân anh ở trong cái ngành này, người quen biết rất là nhiều. Thiết kế, nguyên liệu, phương diện công trình đều có thể tiết kiệm khá khá tiền. Anh dùng thời gian buổi trưa thảo luận ổn thỏa những cái vấn đề cơ bản để năm mới liền sẽ khởi công. Xem xong phòng ở, anh mời người của công ty sửa chữa ăn bữa cơm. Khi về đến nhà đã hơn 9 giờ rồi. Cửa thang máy vừa mở ra, liền nghe thấy tiếng nhạc vang vọng ở trong hành lang. Thanh âm kia nó không có giống như là phát ra từ tivi, vì thực sự là quá rõ ràng, cũng là quá ồn, quả thực là giống như bật ngay tại đây vậy. Tòa nhà mà anh ở là 1 tầng 2 phòng. Chẳng lẽ anh đi đến cửa của nhà mình, chẳng cần phải giãi tay lên cửa, đã nghe thấy tiếng nhạc lọt vào trong tai. Trong đêm khuya yên tĩnh, quả thực là khiến cho người ta đau đầu. Anh ngẩn người một lát, phản ứng đầu tiên chính là Tống cửa hàng. Anh vô lực dựa lên trên tường. Tống cửa hàng muốn làm gì chứ? Hắn rốt cuộc là muốn làm gì đây? Hà Cố do dự trong chốc lát, quyết định là đi ngủ khách sạn. Anh xoay người vừa định đi, chị hàng xóm ở bên cạnh đột nhiên lại mở cửa ra. Nhìn thấy anh, vẻ mặt lập tức giận dữ mà nói: Hai dù Hà tiên sinh sao? Dạ chào chị. Hà Cố xấu hổ mà gật đầu. Chị ta kêu lên: Trời đất ơi, nhà của mấy người có chuyện gì vậy chứ? Trễ như vậy rồi, có ồn hết cả lên. Con trai của tôi là ngày mai còn phải đi học đó. Xin lỗi, thì ngại quá, bạn của tôi đến. Bạn bè gì chứ, tôi gọi cả nửa ngày rồi cũng không có ai mà ra mở cửa đó. Còn làm ồn nữa, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát đó, biết chưa? Xin lỗi mà, tôi thực sự xin lỗi. Tôi sẽ để bọn họ dừng ngay bây giờ.
Nhanh lên đi, con trai của tôi là phải ngủ rồi đó. Một chút ý thức công cộng cũng là không có đó. Quá đáng lắm luôn á. Chị hung hăng đóng sập cửa lại. Hào cố bất đắc dĩ mà lấy chìa khóa mở cửa. Cửa vừa mở ra, tiếng ồn ở trong phòng lập tức dừng lại. Hào cố nhìn, cương nhiên còn không chỉ một mình Tống Cửa Hàng. Hắn ta đưa cả một đội sáng tác đến. Có nhạc sĩ hợp tác lâu dài với Tống Cửa Hàng, producer, tay chơi nhạc A Sinh Hà Cố Quen và những người anh không biết tên. Đương nhiên còn có Tiểu Tùng. Tiểu Tùng vẻ mặt buồn rười rượi mà nhìn Hà Cố, không biết phải nên nói cái gì cả. Hà Cố trầm mặt, ánh mắt cùng với rơi xuống ở trên người của Tống Cửa Hàng. Các người đang làm gì vậy chứ? Hai Hà Cố à? À xin chào anh. Tống Cửa Hàng mặt chéo hai chân, cầm ở trong tay một bản nhạc giống như là không chút để ý nói. Đã về rồi. Hà Cố nheo mắt, lặp lại từng chữ một. Các người đang làm cái gì vậy chứ? Tống Cửa Hàng nhún nhún vai. À, bọn họ nói là muốn đổi môi trường, nếu không sẽ không có cảm hứng đâu. Cho nên tôi đã đưa bọn họ đến nơi vừa an toàn để vừa thoải mái đó. Cậu làm sao? Tôi không thể đến sao? Cũng chẳng có phải là tôi đến tìm bạn đâu. Tôi chỉ là tìm một nơi để sáng tác mà thôi. Tống Cửa Hàng giống như là nói ra cái điều đương nhiên. Tiểu Tùng phê mặt. Anh giết chết em đi. Hà Cố tức giận đến mức là nắm chặt tay Thanh Quyền. Đây là khu dân cư đó, hàng xóm người ta sắp báo cảnh sát rồi kìa. À vô. Sợ quá cơ. Một người trong đội bắt đầu cực nhã, thái độ cực kỳ ngạo mạn, nhìn có vẻ đã uống say rồi. Hà Cố bước lên phía trước muốn gọi Tống Cửa Hàng vào trong phòng để nói chuyện. Đột nhiên ngửi thấy một cái mùi kỳ quái. Mùi vị đó rất là khó hình dung. Nó có một chút hôi, giống như là một cái loại cỏ gì đấy bị đốt cháy. Anh nhân mày, đây là mùi gì chứ? A Sinh quờ quờ cái món đồ kẹp ở hai ngón giữa. Thờ ơ, tự nhiên là không nói. Cảm hứng à? Nói xong lại cười ha hả không ngừng. Hà Cố trong đầu lại chợt xẹt qua một tia sáng, lập tức phản ứng lại. Bọn họ đang hút ma túy sao? Anh không có dám tin mà trừng mắt nhìn Tống Cửa Hàng. Tống Cửa Hàng ném cái bản nhạc rồi nâng nâng cầm với Hà Cố, ý là bảo vào phòng nói. Hà Cố ném phăng cái cặp táp xuống, vào phòng ngủ cùng với Tống Cửa Hàng. Cửa vừa đóng, Tống Cửa Hàng gầm nhẹ nói. Các người đang làm cái gì vậy chứ? Chạy tới đây hút ma túy sao? Bọn họ nói là phải hút mới có cảm hứng à? Mắt của Tống Cửa Hàng từ đầu đến cuối đều chưa từng rời khỏi cái khuôn mặt của Hà Cố. Yên tâm đi, tôi chưa từng đụng đâu. Tôi là phải bảo vệ ông hát đó. Vậy cậu là cũng thế nào ở nhà của tôi? Hà Cố nói được một nửa, cảm giác nghẹn họng. Anh cắn răng nói. Tống Cửa Hàng à, căn phòng này đúng là của cậu mua, tôi sẽ trả lại cho cậu. Tôi rất nhanh sẽ trả thôi mà. Nhưng mà hiện tại tôi lại vẫn sống ở đây đó. Mong cậu dọn họ hay rời khỏi đi. Sắc mặt của Tống Cửa Hàng khẽ biến đi. Trước mặt nhiều người như vậy, anh cũng lại không để mặt tôi sao? Cậu thích làm gì chứ? Tìm mặt mũi à? Anh quản tôi làm cái gì? Tống Cửa Hàng quá. Tôi chỉ là muốn đến á. Anh định làm gì tôi chứ? Hà Cố sắp tức phát điên rồi. Cậu thì là quá ngang ngạnh đó. Tống Cửa Hàng bị Hà Cố cự tuyệt hết lần này cho đến lần khác, làm cho nóng nảy đến công tôi. Một Hà Cố như vậy là quá mức khó chấp nhận. Hà Cố của hắn ta không có phải là cái dạng này. Hắn ta một bước tiến lên, nắm lấy cổ áo của Hà Cố mà ấn ngã xuống giường. Hà Cố ngã đến choáng váng một chút là cô như phản ứng lại. Đôi môi nóng bỏng đã dán lên thô bạo mà hôn anh. Hà Cố liều mạng muốn đẩy Tống Cửa Hàng ra, nhưng mà hai tay lại bị Tống Cửa Hàng chế trụ, đè lên trên đỉnh đầu không thể động đậy được. Nụ hôn còn kéo dài mà lại tràn ngập tính xâm lược, nó giống như đang ngang ngược tuyên thệ chủ quyền. Hà Cố bị hôn đến mức là đại não khiếu khí, cơ thể đã dần mất đi sức lực. Tống Cửa Hàng đối phó với Hà Cố quả thực là thuận buồm xuôi gió. Bàn tay to trực tiếp luồn vào bên trong quần anh, khiêu khích dục vọng của anh. Tống Cửa Hàng à? Hà Cố cực kỳ xấu hổ và giận dữ, tìm được khe hở đi đã Tống Cửa Hàng một cước. Tống Cửa Hàng đau đớn rung lên, không thể nào nhìn được nữa rồi. Hà Cố à, cùng mẹ đó, anh sao lại bướng bỉnh như vậy chứ hả? Cậu chơi tôi đủ chưa? Khuôn mặt của Hà Cố đã bừng lên, biểu tình có một chút vặn vẹo. Chẳng phải cậu đã chơi chán tôi rồi à?
Đây chỉ là cái lời nói trong lúc tức giận mà thôi. Còn mẹ nó, anh nhớ rõ như thế làm gì chứ? Mỗi một câu một câu nói tôi đều nhớ rõ ràng rành mạch đó. Hà cô trợ mắt trừng Tống Cư Hàng, trong mắt đầy cả tơ máu. Tống Cư Hàng nhìn khuôn mặt không che giấu nỗi đau đớn của Hà cô, trong lòng giật mình. Hắn ta há miệng thở dốc, chần chừ một lát mới nhẹ giọng nói: Hà cô à, anh thích tôi sao? Hà cô hận là không thể nào từng ngụm mà cắn chết đi hắn ta. Anh thích tôi sao? Một vấn đề là quá mức nực cười. Đâu chỉ là thích chứ, anh hận là không thể nào cả đời chỉ sống 6 năm này chỉ còn có thể đổi lấy trái tim của Tống Cư Hàng. Nhưng mà anh mệt rồi, anh chỉ muốn chấm dứt, kết thúc đi tất cả, để không phải tiếp tục sống cuộc sống mệt mỏi khổ cực như thế nữa. Cho nên hiện tại anh chỉ hy vọng Tống Cư Hàng biến mất khỏi tầm mắt của anh, như vậy nỗi đau của anh mới có thể giảm bớt đi vài phần. Tống Cư Hàng, còn định nói cái gì nữa, đột nhiên hai người đều nghe thấy cái thanh âm đập cửa cực kỳ thô bạo. Hà Cố từ dịp Tống Cư Hàng thất thần, dùng sức đẩy hắn ta ra, chạy trở lại phòng khách. Mở cửa, mau mở cửa đi, cảnh sát đây. Nghe được hai chữ cuối cùng, người trong phòng đều hoảng sợ, đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Tùng phản ứng đầu tiên, hạ giọng nói: Thuốc, thuốc, mau dứt đi. Cậu xông lên, giật những cái đôi thuốc được làm bằng nguyên liệu đặc biệt kia, chạy thẳng đến buồng vệ sinh. Sao lại thế này chứ? Sao lại có cảnh sát? Rochester sợ hãi, căng thẳng run rẩy. Hà cô hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: Nè, hắn là do cái người quá ồn đó, hắn sớm đã có cảnh sát rồi. Cảnh sát đã mất nhẫn nại rồi bắt đầu phá cửa. Mở cửa đi, chúng ta là cảnh sát đây, lập tức mở cửa. Tống Cư Hàng đi ra, đem cái chai bị mở trước đổ lên trên mặt đất hai chai, sau đó trong tay cầm lấy cái lọ nước hoa vừa xịt lên vừa nói: Đừng sợ mà Hà cô, anh đi mở cửa đi. Hà cô đi qua giữ cửa mở trong một cái khe hở. Đồng chí cảnh sát à, chúng tôi sẽ không. Nhưng mà chú cảnh sát kia không cho anh bất kỳ thời gian giải thích nào cả, dùng sức để mà đạp cửa. Hà cô phản ứng không kịp, cánh cửa đập mạnh lên trên trán anh, đau lên kêu một tiếng, chỉ cảm thấy một hơi trời đất quay cuồng, cả người bị đụng ngã trên mặt đất. Hà cố à, Tống Cư Hàng xông lên đỡ anh, trong miệng tức giận mà mắng một câu thô tục: Cùng mẹ đó các ngươi. Hắn còn chưa nói xong liền giật mình, ngoài phòng một đám người tiến vào, cảnh sát, phóng viên, thậm chí lại còn có cả một người phụ nữ nữa. Mọi người đều quen, đó là vợ A Sinh, Tiểu Nhị. Nhìn cái cảnh này chẳng ai sẽ tin đây là bởi vì bọn họ bật nhạc lớn gây ồn ào mà cảnh sát tiến đến. Một người bộ nhà đội trưởng như mũi: Chúng tôi nhận được thông báo nơi này có người tụ tập hút thuốc phiện, cầm hết tất cả lên đi, lục soát. A Sinh dùng dàng đứng dậy, chỉ vào mắng tờ: Cùng mẹ nó, cô điên rồi. Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Nhị dữ tợn mà dặn dò: Đúng đó, tôi điên rồi, bị anh bắt điên đó. Cô thiên nhân này! A Sinh gào thét muốn nhào lên. Hai cảnh sát xông lên ân ga ta ngã xuống đất. Đám người bên Tống cửa hàng đã có một chút phê rồi, đầu óc không tỉnh táo, nhảy bổ lên định sẽ cứu A Sinh. Cảnh sát ồn ào trấn giữ, cảnh tượng lập tức hỗn loạn. Hà cô được Tống cửa hàng đỡ, phát hiện ra nhà của anh đã biến thành chiến trường rồi. Nơi này chỉ có Tống cửa hàng, Tiêu Tùng, Forrester là không hút. Bọn họ hai bên đều muốn ngăn cản, nhưng mà đã chẳng cản được nữa rồi. Một đám người hỗn chiến loạn đến mức là giống như sắp phá vòng. Phóng viên bên cạnh dàn nàng tranh nhau chụp. Hà cố đi lên ấn một phóng viên, định ra cướp máy chụp ảnh của gã ta, nhưng lại bị đẩy mạnh. Trong một cái mảnh hỗn loạn kia, anh lần nữa bị đẩy ngã xuống đất, lại còn bị hung hăng đạp cho hai phát. Đội trưởng kia rút ra cung điện, liên tiếp phóng ngã hai người, cảnh tượng cuối cùng mới bị khống chế. Đội trưởng cả giận nói: Hay là chú phòng này? Hà cố trung giọng đáp: Là tôi. Tụ tập hút hít, chưa chấp kẻ hút thuốc phiện, đưa đi, toàn bộ đều đưa đi. Nè, tất cả đều không liên quan đến anh ta. Tống Hàng kéo Hà Cố ra sau người mình, lại lùng nói: Ngươi chính là do tôi mang đến, anh ta không biết sự tình. Đội trưởng căn bản là không nghe. Toàn bộ đều đưa đi. Khi mà Hà Cố bị còng hai tay, cả người còn đang ngơ ngác. Anh không biết sao đột nhiên bản thân lại bị coi như là nghi phạm mà đưa đi cùng cảnh sát. Anh làm sai cái gì chứ?
anh nghe thấy khi mà tổng cửa hàng đi qua, cái đám phóng viên kia để lại một câu nói âm lạnh. Các người thử đăng lên xem. Mơ mơ màng màng, Hà Cố Ngạn đã ngồi trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát. Anh làm kiểm tra nước tiểu, kết quả đương nhiên là âm tính. Cảnh sát cầm một cái tập tài liệu vào, dỗ lên trên mặt bàn. Kỹ sư có cách lâm sàng, sao lại quen với một đám minh tinh chứ? Bạn bè. Câu kết bạn cũng thật là rộng rãi đó. Cảnh sát nâng cầm. Biết cậu là người thông minh, nói đi, tối nay là chuyện gì chứ? Hà Cô ra mặt một chút. Tôi muốn mời luật sư. Mời luật sư, cậu cũng phải nói. Tôi lại phải bàn bạc trước với luật sư chứ. Hơn nữa, bất luận anh nói rõ hay là không, anh sợ mình nói sai cái gì, tổng cửa hàng liền đi tông. Đây chính là scandal lớn như thế nào. Mặc dù là tổng cửa hàng công hút, nhưng một khi cái chuyện này loan ra, tổng cửa hàng sẽ đứng trước cái bờ vực nguy hiểm, thậm chí là có khả năng là thiệt hại lớn nhất trong cuộc đời. Lúc này anh thực sự là không dám nói bừa. Cảnh sát có một chút tức giận, lại còn định uy hiếp hai câu, đột nhiên cửa phòng thẩm vấn mở ra, đồng nghiệp của cảnh sát kia nói: "Nè, luật sư của tư này đã đến rồi." Hà Cố kinh ngạc ngẩng đầu. Cảnh sát nhìn anh một cái, đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau thôi, một người đàn ông trung niên mặc tây trang dày da, đeo kính mắt bước vào, ngồi nghiêm chỉnh đối diện với Hà Cố, tự giới thiệu nói: "Chào Hà tiên sinh, tôi họ Trần, là luật sư truyền thông của Tống Cơ Thị." Hà Cố gật gật đầu: "Chào ông." "Tôi thay mặt của Tống tổng đến đây để giúp cậu. Cậu trước tiên là không cần phải căng thẳng đâu, cũng là không cần phải sợ hãi." Hà Cố lại gật gật đầu. "Hiện tại là tình huống gì chứ? Tôi nên nói gì?" Trần luật sư đeo kính mắt, vẻ mặt là khôn khéo mà lạnh lùng. "Hà tiên sinh à, là như vậy. Bởi vì là cái chuyện này xảy ra ở nhà của cậu, cho nên cậu rất khó để mà thoát tội liên quan đến cái chuyện này." "Nhưng mà tôi không hề." Trần luật sư ngắt lời của anh: "Tôi biết là cậu vô tội, nhưng cho dù là tất cả mọi người đều biết là cậu vô tội, cậu là cũng vừa có thể là vô tội, lại vừa có thể không vô tội đó." Hà Cô nghe mắt: "Ông chính là cái gì chứ?" "Hà tiên sinh à, về chuyện này là do tranh chấp ở trong chuyện ly hôn với Hà Sinh và vợ của cậu ta. Bọn họ nảy sinh ra cái mâu thuẫn rất là lớn vì tranh đoạt cái quyền nuôi con và phân chia tài sản, đã dẫn đến vợ của cậu ta có ý định trả thù. Cô ta đã lập mưu từ trước rồi, cho nên chuyện này đã lập tức bị truyền ra, giới truyền thông đã ngăn chặn. Nhưng mà tin tức ồn ồn ở trên mạng, Tống tổng đã không khống chế được. Về chuyện này, không chỉ là ảnh hưởng đến Hàng Sinh, Tống cửa hàng và cả đội, đều sẽ rơi vào trong nguy cơ cực kỳ to lớn. Vụ bê bối này đối với cậu mà nói là có khả năng quỷ đi tất cả của cậu ấy đó." Hà Cô yên lặng mà nhìn luật sư Trần, trái tim cứ từng chút chìm xuống dưới. Người này đang muốn nói gì, anh tất cả đã hiểu ra rồi. Trần luật sư một mực mà quan sát Hà Cố, thấy anh gần như là không có biểu tình, trong lòng ngược lại có một chút thấp thỏm. Ông hỏi nhẹ một tiếng: "Hà tiên sinh à, cậu không cần là phải sợ hãi đâu. Cậu có chứng cứ của đồng nghiệp ở trong công ty, camera có tiểu khu và hàng xóm chứng minh là hơn 9 giờ đêm cậu mới về đến nhà. Cậu hoàn toàn là có thể trình bày rằng không biết một chút gì về hành vi của bọn họ." Hà Cố bình tĩnh nói: "Nếu đã như vậy rồi, ông còn tìm đến tôi để làm gì chứ? Tôi đương nhiên là biết rằng tôi có thể chứng minh bản thân của mình vô tội mà. Tôi muốn cùng với cậu bàn bạc về cái vấn đề của Tống cửa hàng. Trước khi mà tôi đến đây đã nói chuyện với cậu ấy rồi. Cậu ấy cũng rất là vô tội. Mục đích mà cậu ấy đưa đến nhóm này, về đến nhà của cậu, không có phải là để cho bọn họ làm ra cái hành vi sai trái pháp luật, thuần túy là vì sáng tác. Nhưng mà khi phát hiện ra thành viên trong nhóm làm ra cái hành vi kể trên, cậu ấy nghĩ là sẽ không nên không sao, cho nên không ngăn lại. Cậu ấy là một diễn viên rất là khắc khe với chính mình. Chỉ vì cậu ấy coi nhẹ cái vấn đề quản lý cấp dưới mà để cho cậu ấy gánh vác hậu quả nghiêm trọng như vậy. Hà tiên sinh đây chắc hẳn là rất không đành lòng đi." Cậu không đành lòng kia nó rất có cảm tình. Luật sư này, ông biết quan hệ giữa anh và tổng cửa hàng. Hà Cố ngay lập tức hiểu, trước khi đến đây
ông không chỉ là nói chuyện với Tống Cư Hàn mà lại còn bàn kỹ lưỡng đối với Tống Hà rồi. Hà Cố dừng một chút. Thứ nhất, cậu chỉ là không hút. Thứ hai, không tụ tập người ở nhà của mình. Tôi tin rằng các người có năng lực chứng minh rằng cậu ấy vô tội. Nhưng mà phòng trên danh nghĩa đang đứng tên của cậu ấy đó. Cả bản thân của Tống Cư Hàn ngày hôm nay cũng mới biết căn phòng chưa từng sang tên. Với lại hơn nữa, những người kia dù sao cũng là người của cậu ấy. Cậu ấy vẫn là phải đứng trước tội danh, giống như là xúi dục hoặc là dung túng cái phạm tội. Chúng tôi tự tin mà giúp cậu ấy không chịu tội quan, nhưng mà không chặn được miệng lưỡi của người đời, trừ phi nào cậu ấy là hoàn toàn trong sạch. Hà Cố nhắm mắt. Trong sạch sao? Oan khuất sao chứ? Trần luật sư à, ông là người làm trong ngành luật này, nói ra cái lời lẽ này không cảm thấy hổ thẹn sao? Sắc mặt của Trần luật sư có một chút không được tự nhiên. Hà tiên sinh à, chúng ta không có thời gian để mà tranh luận đâu. Nếu thời gian đã gấp gáp như vậy rồi, ông có lời nào cứ chỉ nói thẳng ra đôi. Hàm ý của ông trong lòng của tôi đây đều rõ ràng đó, không có cần phải lãng phí thời gian đâu. Trần luật sư gật đầu. Nói chuyện cùng với người thông minh đúng là rất có hiệu suất. Vậy tôi sẽ nói thẳng ra, tôi hy vọng rằng cậu có thể trình bày rằng cậu gọi bọn họ đến nhà của cậu tụ tập. Hà Cố yên lặng mà nhìn Trần luật sư, bàn tay của ông âm thầm nắm chặt lại. Đam mê một thời cuồng say, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 8. Một người anh dùng hết toàn lực hao tâm huyết để yêu, coi anh là một con khỉ đùa giỡn bao năm qua. Một người anh